Chương 61, ta đãi hắn tình như thủ túc, ngươi dám trọng thương hắn, bị để mắt tới rồi. Tại dịp Thần âm thầm nỉ non thời điểm, Lạc Thanh Mộng cũng bị loại này động tĩnh cho đánh thức, mở mắt ra ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lam Huyền Chi. Không nghĩ tới nàng vừa bế cái mắt công phu, thì có người xuất thủ hãm hại bọn họ một thanh. Quả nhiên, Tham Lam cũng là nguyên tội. Chỉ cần người còn có dục vọng cùng giả tâm, tội kia ác chi hỏa liền sẽ không dập tắt. Yên tâm, một cái tôn tép nhảy nhép mà thôi ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến cùng muốn chơi trò xiết gì diệp thần nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt đạm mặt nụ cười tại nói xong câu đó sau liền chậm rãi đi đến trên quảng trường hiện tại thực lực của hắn bây giờ đủ để nghiền ép thái nhất thánh địa cái này nhất đại đệ tử bất kỳ người nào cho dù là đối mặt những phong chủ kia diệp thần cũng không ý kỵ tí nào dù sao hắn đứng phía sau thế nhưng là đệ cửu phong có hứa khanh cùng huỳnh nguyệt ở sau lưng cho hắn chỗ dựa đủ để giải quyết thái nhất thánh địa bên trong bất cứ chuyện gì bọn gia hỏa này nếu là muốn chơi, vậy hắn liền bồi đối phương thật tốt chơi một chút. Diệp thần thánh tử, ngươi. Vì sao muốn đối với ta hạ độc thủ như vậy? Tại diệp thần đi đến quảng trường thời điểm Lam huyền chi tay phải che ngực, ánh mắt nhìn chồng chọc vào diệp thần, thần sắc có chút bi thống chất vấn. Cái kia trăm mối vẫn không có cách giải lời nói, thống khổ đến có chút run rẩy thân thể, còn có tại cưỡng ép ẩn nhẫn biểu lộ. Nhìn đến diệp thần đều không thể không phục. Gia hỏa này nếu là có thể vượt qua đến lam tinh phía trên, thì chỉ bằng vào cái này một phần diễn kỹ, liền đủ để lăn lộn cái ảnh đế. Thị phi đúng sai, nhân quả như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ, làm gì làm cho người buồn nôn. Ngươi còn có kế hoạch gì, có thể tiếp tục thi triển. Nếu không, ngược lại là lãng phí ngươi phen biểu diễn này. Nghe được Lam Huyền Chi lời nói, Diệp Thần chỉ là đạm mạc cười một tiếng, ánh mắt có chút trào phúng nhìn chầm chầm đối phương. Trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận, cũng không có nóng lòng giải thích cái gì. Loại kia quân tử tỉnh như thủy, tự hồ trưởng không hết thảy thái độ, làm cho Lam Huyền Chi đồng tử kịch liệt co rụt lại. Diệp thần, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta là tại cho ngươi dội nước bẩn, muốn gây ra đệ nhất phong cùng đệ cửu phong tranh chấp sao? Sau một khắc, ở chung quanh đông đảo đệ tử nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc thời điểm. Lam Huyền Chi lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, tiếng nói đi phẫn muốn tuyệt gào thét. Ta tuy nhiên không phải đệ nhất phong thánh tử, thân phận địa vị cũng không bằng ngươi cái này đệ cửu phong thánh tử nhưng ta lam huyền chi dù sao cũng là đệ nhất phong đệ tử hạch tâm đồng dạng có thể đại biểu đệ nhất phong tôn nghiêm cùng mặt mũi vừa mới ta muốn đi đụng vào tiểu gia hỏa kia đúng là hành vi của ta có chút lỗ mãn đối với cái này ta có thể hướng thánh tử ngươi xin lỗi nhưng ngươi không nói một lời tại không có báo hiệu tình huống dưới thì xuất thủ đem ta trọng thương có phải hay không có chút không chút kiên kỵ bi phẫn tiếng nói quanh quẩn tại thái nhất quảng trường phía trên làm cho đông đảo nội môn đệ tử đều vì thế mà choáng váng nguyên bản còn có ánh mắt nghi hoặc đang nhìn hướng diệp thần thời điểm đều mang tới có chút ít phẫn nộ. Bọn họ đều không nghĩ tới. Cái này một vị đệ cửu phong thánh tử, lại là như thế tiểu nhân hèn hạ. Không chỉ có thủ đoạn độc ác xuất thủ trọng thương người khác, hiện tại còn nói ra những thứ này hỗn trướng lời nói. Đây là muốn đối với Lam Huyền Chi trả đũa. Sau đó cưỡng ép quan ủng người tốt, làm cho đối phương đem cái này giọng điệu nuốt xuống, tốt dựng nên lên, lên hắn thánh tử dâm uy. Thật sự là một cái tâm ngoan độc ác người. Bất quá đang nghĩ đến diệp thần là đệ cửu phong thánh tử, thân phận địa vị cùng bọn hắn căn bản không tại một cái phương diện phía trên. Tại Thái Nhất quảng trường phía trên đông đảo nội môn đệ tử. Một số người dù là muốn vì Lam Huyền Chi bên vực kẻ yếu, vào lúc này cũng không dám có bất kỳ tiếng nghị luận truyền ra. Sợ tại bọn họ mở miệng về sau, sẽ biến thành dịp thần lập bi đối tượng. Ngươi! Đến cùng muốn làm cái gì? Nghe được Lam Huyền Chi lời nói, dịp thần vẫn như cũ chỉ là đạm mạc cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương. Nếu như đối phương chỉnh ra như thế vừa ra, chỉ là đơn thuần muốn tới đây buồn nôn hắn, cái thứ này không hề nghi ngờ cũng là não tàn. Nếu như là hướng về phía lạc thanh mộng mà đến, gia hỏa này như thế cách làm. Chẳng lẽ là muốn cho hắn chịu nhận lỗi, lấy lạc thanh mộng làm nhận lỗi. Hiển nhiên cũng có chút không có khả năng, dù sao hắn cũng không phải não tàn. Ha ha ha, muốn ta làm cái gì? Nói đến ta tự như là đang vu oan ngươi, nhưng ta làm huyền chi. Chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo mà thôi. Nhìn đến chung quanh đệ tử khác tâm tình, đều đã bị hắn cho điều bắt đầu chuyển động, Lam Huyền Chi trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười. Ta Lam Huyền Chi không muốn bất luận cái gì bồi thường, nhưng ta cần ngươi diệp thần. Ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, hướng ta Lam Huyền Chi công khai xin lỗi. Ta muốn để đệ tử khác đều biết, cho dù là thái nhất thánh địa thánh tử, cũng không thể tại thánh địa bên trong tùy ý đã thương người. Giọng dạc lời nói mang theo tràn đầy lửa giận, quanh quẩn tại thái nhất quảng trường phía trên về sau, làm cho đông đảo đệ tử nhịn không được nắm chặt nắm đấm bọn họ bình thường tại nội môn bên trong, nhìn đến mấy cái đại chủ phong thánh tử, tựa như là nhìn đến tổ tông giống như. Không dám có nửa điểm lời oán giận, không dám có nửa điểm bất kính. Mặc kệ đối phương làm cái gì, bọn họ đều chỉ có thể đi lấy lòng đối phương. Nếu không một khi đắc tội đến đối phương, bình thường nội môn đệ tử, xuống tràn lại sẽ rất thảm. Bây giờ thấy Lam Huyền Chi bị dịp thần tùy ý trọng thương, tựa như có ngọn lửa đốt lên bọn họ cảm xúc trong đáy lòng. Bọn họ vậy mà khát vọng nhìn đến, diệp thần trước mặt mọi người cúi đầu xin lỗi cứ như vậy tại thái nhất thánh địa bên trong mặt khác mấy vị thánh tử tại sau khi biết về sau cũng sẽ khiêm tốn một chút làm người không còn dám tùy ý áp bách nội môn đệ tử nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo tụ tập đám đông nháo sự còn thể thống gì tại đại bộ phận đệ tử nắm đấm nắm chặt thời điểm nương theo lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ theo tông nắm trong đại điện truyền ra một vị lão giả trực tiếp xuất hiện tại trên quảng trường Người này chính là tông nắm đại điện chấp sự trưởng lão Tô Mộc, có thần hải cảnh hậu kỳ đáng sợ tu vi. Làm hắn xuất hiện về sau. Đáng sợ uy áp liền tràn ngập tại thái nhất quảng trường phía trên, làm cho đông đảo đệ tử tâm thần làm rung lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Mộc ánh mắt nhìn lướt qua Diệp Thần cùng Lam Huyền Chi, sắc mặt biến đến có chút âm trầm, trầm giọng mở miệng hỏi một câu. Cái này một cái là đệ cửu phong thánh tử, một cái là đệ nhất phong cái này nhất đại đệ tử thứ hai thiên kiêu bây giờ đang ở tông nắm trước đại điện phát sinh xung đột, ngược lại để hắn cảm thấy có chút nhức đầu. Chấp sự đại nhân, chuyện là như thế này. Vừa rồi ta không có ý mạo phạm dịp thần thánh tử, nhìn tiểu gia hỏa kia dài đến đáng yêu, liền muốn đưa tay đi tiếp xúc chạm thử. Không nghĩ tới dịp thần thánh tử vậy mà xuất thủ trọng thương tại ta, thậm chí còn mở miệng bôi nhỏ ta đây là tại dội hắn nước bẩn. Ta muốn biết. Tại thái nhất thánh địa bên trong, một cái thánh tử. Phải chăng liền có thể đổi trắng thay đen, tùy ý trọng thương còn lại nội môn đệ tử nếu như không thể lời nói, ta muốn diệt thần thánh tử, trước mặt mọi người hướng ta nói xin lỗi. Tại tô một mở miệng về sau, Lam Huyền chi lau một phía dưới vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chầm chầm diệp thần một mặt dày đặc nói. Cái này. Nghe được Lam Huyền chi lời nói, tô một sắc mặt biến đến có chút khó coi, ánh mắt âm tình bất định nhìn lấy hai người này. Cái này tính là cái gì sự tình? Hai người thân phận đều có chút đặc thù, mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng không quá dễ giải quyết. Huống chi bây giờ nghe lam huyền chi miêu tả tự hồ cũng là diệp thần quá cuồng vọng người khác trong lúc vô tình mạo phạm hắn lại xuất thủ đánh cho trọng thương tùy ý xuất thủ trọng thương đồng môn đệ tử nếu là ở thái nhất thánh địa bên trong truyền ra vấn đề này ảnh hưởng thật có chút không nhỏ nhưng đối phương thân là đệ cửu phong thánh tử hắn thân phận ngược lại để hắn có chút đau đầu diệp thần sự tình vừa rồi thật như hắn nói đồng dạng tại sau khi hít sâu một hơi tô một tấm lấy khuôn mặt đối với diệp thần trầm giọng hỏi Bất kể như thế nào, vẫn là biết rõ ràng chân tướng sự tình, hắn không có khả năng chỉ nghe theo một phương lời từ một phía. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Diệp thần nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt sâu kín nhìn chầm chầm Lam Huyền Chi. Ta Diệp thần từ trước đến nay dám làm dám chịu. Nhưng đối với chuyện không hề có, ta cũng sẽ không thụ điểm oan khuất, đồng thời. oan uổng ta người, nhưng là muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Làm cái này vài câu bình tĩnh tiếng nói vừa ra về sau, Lam Huyền Chi đồng tử lại lần nữa đột nhiên co rụt lại, nội tâm cũng hiện ra một loại cảm giác bất an. Người nam nhân trước mắt này, từ đầu đến cuối vẫn luôn quá mức bình tĩnh, liền như là một tòa thâm bất khả trắc thâm nguyên, tùy thời đều có thể đem địch nhân nuốt chửng lấy đồng dạng. Ha ha ha, tốt một cái muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Huyền Chi thế nhưng là bản thánh tử sư đệ, ta đãi hắn tình như thủ túc, ngươi dám trọng thương hắn. Ngay tại dịp thần lời nói vừa dứt dưới, Lam Huyền Chi lòng sinh bất an thời điểm, nương theo lấy một đạo tiếng cười lạnh vang lên, tiêu sách toàn thân khí thế như hồng, tại lời nói quanh quẩn ở giữa trực tiếp buông xuống tại thái nhất quảng trường phía trên. Chương 62, trận chiến này, đã ân oán, cũng quyết sinh tử đệ nhất phong tiêu sách thánh tử. Không nghĩ tới bắt hắn cho chiêu trước lấy, xem ra hôm nay vấn đề này, sợ là không thể thiện. Tại tiêu sách khí thế như hồng buông xuống tại thái nhất quảng trường phía trên sau. Tô một sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chung quanh đông đảo nội môn đệ tử, càng là phát ra một trận thấp giọng thầm nói, chân chính hậu trường đẩy tay, rốt cục nhảy ra ngoài sao. Nhìn đến từ trên trời giáng xuống tiêu sách, còn có nghe cái kia nghĩa chính ngôn từ lời nói, dịp thần trên mặt lộ ra một vệt trào phúng. Là hắn biết việc này không có đơn giản như vậy. Nếu như là tại tông môn thánh địa bên ngoài, bị người như thế mở miệng bêu xấu lời nói, trực tiếp xuất thủ làm thịt đối phương là được. Nhưng là tại chính mình trong tông môn. Nếu như bị người nói xấu liền trực tiếp ra tay giết người, tại trong mắt người khác không thể nghi ngờ cũng là ngồi vững tội danh, hướng trên đầu của mình chụp một đỉnh bô ỉa cách làm này nhìn như uy mảnh bá khí nhưng trên thực tế chính là không có não tử gặp chuyện không rất bình tĩnh sẽ chỉ lấy giết chế bạo tại thánh địa bên trong trực tiếp người thiết lập sụp đổ đến tiếp sau càng biết dẫn xuất một hệ liệt phiền phức trừ phi hắn muốn cùng thái nhất thánh địa quyết liệt không phải vậy hắn còn làm không được như thế không não làm tổn thương ta tay chân huynh đệ chà đạp ta đệ nhất phong tôn nghiêm hôm nay việc này ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo dù là ngươi là đệ cửu phong thánh tử tông môn trưởng bối cũng không có khả năng bao che ngươi loại hành vi này. Ở chung quanh chúng đệ tử sắc mặt biến hóa, Diệp thần ánh mắt lộ ra trào phúng thời điểm. Tiêu Sách ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng Diệp thần, cái kia nghĩa chính ngôn từ lời nói, làm cho chung quanh chúng đệ tử đều vì thế mà chấn động. Thì liền một bên thân là chấp sự trưởng lão Tô một, tại thời khắc này sắc mặt cũng biến thành càng ngưng trọng. Không sai, Nơi này chính là Thái Nhất Thánh Địa. Cái gọi là quốc có quốc pháp, tông có tông quy nếu như thân là thánh tử liền có thể tại thánh địa bên trong tùy ý mà làm cái kia thánh địa bên trong đệ tử khác thế tất đối tông môn không có lòng trung thành pháp không phục chúng nhân tâm không đủ cái này thánh địa một ngày nào đó cũng sẽ sụp đổ ha ha nói đến ngược lại là thẳng đường hoàng vậy ngươi cái này đệ nhất phong thánh tử lại muốn như thế nào diệp thần nghe vậy không có bất kỳ cái gì bối rối nhìn lấy tiêu sách cười lạnh hỏi ngược lại hết thảy đường hoàng ngôn từ phía dưới nhất định có dấu không thể cho ai biết mục đích đây chính là một vị nào đó phát ngoại cùng đồ nói qua triết học lời nói. Diệp thần ngược lại là nghĩ nhìn xem, cái này cái gọi là để nhất phong thánh tử, còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đi ra. Ha ha ha, không phải ta muốn như thế nào, mà chính là ngươi nên như thế nào. Nghe được diệp thần tự hồ có chút nhận sợ lời nói, tiêu sách đột nhiên cùng cười một tiếng, trong mắt cũng lộ ra giả tâm quan mang. Việc này, là ngươi xuất thủ đã thương người đối lý trước đây, ngươi nhất định phải trước mặt mọi người hướng huyền chi xin lỗi. Nói xong tiêu sách ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp thần tự hồ tại chờ mong diệp thần có thể tại chỗ cự tuyệt không có ý tứ ta cự tuyệt diệp thần cũng không có để tiêu sách thất vọng tại đối phương ánh mắt nhìn chăm chú dưới nói ra câu này để hắn chờ mong đã lâu lời nói ha 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 thật không hổ là đệ cửu phong thánh tử tính cách này quả nhiên là cuồng ngạo a à. cơ hồ tại diệp thần cái này một lời vừa nói ra miệng tiêu sách tại thời khắc này cũng là triệt để bạo phát lời lạnh như băng âm nương theo lấy đáng sợ khí tức trong một chớp mắt liền bao phủ quanh quẩn tại trên quảng trường. Ngươi bởi vì ta sư đệ huyền chi không có ý mạo phạm, liền xuất thủ đánh cho trọng thương thổ huyết, hiện tại còn cự tuyệt trước mặt mọi người xin lỗi. Ngươi chỗ dựa vào, không chính là mình thánh tử thân phận, còn có ngươi kinh thường cùng thế hệ thực lực. Đã ngươi đối thực lực ngươi tự tin như vậy, vậy hôm nay. Thì để cho chúng ta hai vị thánh tử, ở chỗ này tỉ thí một trận. Ngươi như thắng, chúng ta để nhất phong thì ngày hôm nay việc này chưa từng xảy ra, ngươi nếu là thua, thì thành thành thật thật trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi. Làm tiêu sách tiếng nói vừa ra về sau, tất cả mọi người là ngừng thở, ánh mắt nhìn chồng chọc vào diệp thần. Hiển nhiên đều là bị tiêu sách cùng Lam Huyền Chi cho điều động tâm tình. Sự tình. Chỉ đơn giản như vậy. Tại trước mắt bao người, Diệp Thần cũng không có vội vã đáp ứng, ngược lại có chút ý vị thâm trường hỏi một câu. Nếu như dày vò hơn nửa ngày, chính là vì đánh với hắn một trận, hai người này không thể nghi ngờ cũng là não tàn. Ha ha, đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy nghe được dịp thần lời nói tiêu sách giả tâm tại thời khắc này rốt cục bại lộ lạnh lẽo tiếng nói có chút không thể nghi ngờ quanh quẩn ra trận chiến này liên quan đến ta đệ nhất phong tôn nghiêm cho nên ta tiêu sách nguyện lấy cái này đoàn thiên viêm tinh thần hỏa làm thẻ đánh bạc đến bảo vệ ta đệ nhất phong tôn nghiêm không thể đụng phải làm nhục ngươi như thắng việc này như vậy đi qua đồng thời còn có thể thu được cái này đoàn thiên viêm tinh thần hỏa ngươi như thua nhất định phải trước mặt mọi người xin lỗi cũng đưa ngươi trên vai tiểu gia hỏa giao cho bản thánh tử làm tiêu sách nói xong câu đó về sau, tất cả mọi người bị kinh hãi mãnh liệt hít một hơi khí lạnh. Lúc này, bọn hắn cũng đều phát giác được có chút không đúng, nhưng lại không biết đến cùng là 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 ở chỗ nào. Chỉ cảm thấy, tiêu sách đây là điên rồi. Phải biết trước mắt cái này đoàn thiên viên tinh thần hỏa, thế nhưng là giữa thiên địa dựng dục ra dị hỏa. Nếu là có thể trưởng thành đến cực hạn, cho dù là đế quân cường giả, cũng phải vì vậy mà run rẩy. Nhưng bây giờ hắn vậy mà lấy ra, làm thẻ đánh bạc cùng dịp thần quyết chiến. Ha ha ha, Nguyên lai dày vò đã hơn nửa ngày, cái này chính là của các ngươi mục đích. Tại mọi người cảm thấy rung động thời điểm. Diệp thần tại nghe xong những lời này, ánh mắt lộ ra một vệt minh ngộ, trực tiếp lên tiếng trào phúng lên. Đầu tiên là để ngươi sư đệ tới người giả bị đụng, lấy người bị hại thân phận, hướng trên người của ta dội nước bẩn. Sau đó bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình, kích động chung quanh đệ tử tâm tình, trực tiếp đứng tại đạo đức điểm cao phía trên khiển trách ta. Mà bởi vì bị dội nước bẩn cài lên bô ỉa, ta vì tôn nghiêm cùng mặt mũi, là không thể nào trước mặt mọi người nói xin lỗi. Cho nên cái này cho ngươi tiêu sách ra sân cơ hội. Để ngươi vừa ra trận cũng có thể đứng ở đạo đức điểm cao, vì bảo vệ đệ nhất phong tôn nghiêm đánh với ta một trận. Thậm chí đánh cực tự thân lớn nhất thể đánh bạc đến dẫn dụ ta. Ta nếu là nhất thời đầu óc phát sốt, còn thật sự là muốn bên trong ngươi mà tính toán. Cũng làm cho ngươi cái tên này có lý do chính đáng, có thể được đến vị ta coi là nương tử thảo một tinh linh. Các ngươi. Ngược lại là nhọc lòng. Soạt, tại dịp thần tiếng nói quanh quẩn ra về sau, tiêu sách cùng Lam Huyền Chi sắc mặt, tại thời khắc này cũng vì đó kịch biến. Thì liền trên quảng trường cũng bộc phát ra một trận xôn xao. Ngoại tào, dịp thần thánh tử là nói thật sao? Chuyện mới xảy ra vừa rồi, đúng là một trận âm mưu tính kế. Lấy người bị hại thân phận xuất thủ, trực tiếp đứng tại đạo đức điểm cao phía trên, đem thánh địa quy tắc đùa bẩn trong lòng bàn tay. Thật là thật là đáng sợ lòng dạ. Còn cho là bọn họ đều là người bị hại, không nghĩ tới thằng hề đúng là chính ta. Tại một trận này xôn xao âm thanh bên trong, Đông Đảo đệ tử nhìn về phía Tiêu Sách, cùng Lam Huyền Chi ánh mắt cũng thay đổi. May mắn vừa mới bọn họ so sánh ngắt gan, không có trực tiếp mở miệng đi khiển trách Diệp thần, nếu không tại thời khắc này đều xem như đồng lõa. Không nghĩ tới đồng môn ở giữa, lại còn có tính toán như thế. Nói vớ nói vẫn. Nói đến lại thật giống là chuyện như vậy, ngươi đây là muốn vì ngươi phạm vào chịu tội tiến hành giải vây. Nghe được mọi người xôn xao âm thanh. Lam Huyền Chi tiếng nói đi vẫn giận giữ mắng mỏ lấy Diệp thần như thế dường như thật là thụ vô cùng lớn oan khuất. Diệp thần, ngươi cố ý trọng thương ta sư đệ, còn dám tại chỗ nói xấu chúng ta. Ngươi đây là tại trà đạp chúng ta để nhất phong tôn nghiêm. Mà tại Lam Huyền Chi tiếng nói vừa ra về sau, tiêu sách cũng mặt âm trầm, đối với Diệp thần nghiêm nghị nổi giận nói. Thị phi công đạo, tự tại nhân tâm. Ngươi tìm kiếm nghĩ cách đánh với ta một trận, không phải liền là đồ ta gia nương tử sao? Có điều, nàng là nương tử của ta, không phải tiền đặt cược của ta. Cho nên, ta sẽ không lấy nàng vì thẻ đánh bạc nhưng là hai người các ngươi dày vò nửa ngày ta ngã cũng không thể cô phụ hảo ý của các ngươi vậy hôm nay ta liền lấy khối này chí tôn cốt vì thẻ đánh bạc ở đây hướng hai người các ngươi khởi xướng một cuộc chiến sinh tử trận chiến này đã ân oán cũng quyết sinh tử tại lam huyền chi cùng tiêu sách sau khi nói xong dịp thần tại thời khắc này cũng triệt để ngã bài lạnh lẽo tiếng nói mang theo một vệt sắc ý trực tiếp quanh quẩn tại thái nhất quảng trường phía trên làm cho tiêu sách cùng lam huyền chi hai người còn có tại chỗ sắc mặt của những người khác lại một lần phát sinh kịch biến trận chiến này bản tọa đồng ý ngay tại tiêu sách cùng lam huyền chi hai người vừa muốn lần nữa nói cái gì thời điểm theo một đạo uy nghiêm tiếng nói đột nhiên quanh quẩn ra một trương to lớn khuôn mặt cũng hiện lên ở thái nhất quảng trường phía trên thánh thánh chủ nhìn đến cái này một khuôn mặt xuất hiện sắc mặt của mọi người cũng lại lần nữa biến đổi tiêu sách cùng lam huyền chi sắc mặt đột nhiên đều biến đến có chút trắng bệch bọn họ lúc này đều có chút hoảng rồi. Làm sao bọn họ một trận tính kế, vậy mà lại kinh động đến thái nhất thánh chủ, chẳng lẽ vị thánh chủ này? Một mực tại trong bóng tối chú ý diệp thần. Chương 63, từ hôm nay sau đó, hắn sẽ vì hắn cử động lần này cảm thấy mười phần may mắn manh. Tại thái nhất thánh chủ hình chiếu hiện lên thời điểm, một trận tiếng oanh minh cũng trở về lay động tại trên quảng trường. Một cổ lực lượng vô hình. Tại diệp thần cùng tiêu sách, còn có Lam Huyền Chi ba người này ở giữa, thanh lý một mảnh rộng rãi đất trống lực lượng vô hình dung nhập vào bàn đá, làm cho Diệp Thần cùng tiêu sách bọn người, tựa như là đứng ở một tòa đặc thù trên lôi đài. Thậm chí tại thời khắc này, theo Thái Nhất Thánh Chủ đột nhiên hiện thân. Ngoại trừ đệ cửu phong bên ngoài còn lại bác đại phong chủ, cũng đều cùng nhau buông xuống tại Thái Nhất quảng trường phía trên. Cái này, cái sọc gây rắc rối lớn. Nhìn trước mắt như thế động tĩnh, Lam Huyền Chi đồng tử kịch liệt co rúng lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Đem Thái Nhất Thánh Chủ cùng bác đại phong chủ đều kinh động, sự tình phát triển đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn đáng sợ nhất là dịp thần gia hỏa này vậy mà muốn một chọi hai tuyên bố muốn sinh tử chiến càng kỳ quái hơn chính là thái nhất thánh chủ vậy mà thay bọn họ đáp ứng vốn chỉ là đổ đấu mà thôi bây giờ lại diễn biến thành chém giết đây quả thực là muốn chết chúng ta bái kiến thánh chủ tại lam huyền chi tâm thần run rẩy thời điểm chung quanh tất cả mọi người đối với thái nhất thánh chủ thi lễ một cái ngay sau đó đệ nhất phong phong chủ tần nghị ánh mắt đảo qua tại trên quảng trường dằn co ba người sắc mặt tại thời khắc này cũng phát sinh biến hóa thánh chủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi nhìn đến lam huyền chi khóe miệng nhúng máu khí tức hỗn loạn thụ thương không nhẹ tiêu sách cùng diệp thần hai người này dằn co lẫn nhau trong không khí còn tràn ngập dày đặc sát ý làm cho hắn cái này đệ nhất phong phong chủ nội tâm truyền đến một trận cảm giác bất an cái này cần hỏi ngươi hai cái đệ tử giỏi thái nhất thánh chủ nhẹ nhàng một câu để chung quanh sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Một câu nói kia. Không hề nghi ngờ an vị thực, tiêu sách cùng Lam Huyền Chi hai người này, lúc trước đều là đang vu oan diệp thần. Có giả tâm có tính kế, cái này vẫn có thể xem là là một loại bản lĩnh, nhưng không nên dùng tại đồng môn ở giữa. Đã hôm nay hai người các ngươi, có can đảm bốc lên trận này tranh chấp. Vậy bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi nếu là có thể chiến thắng Để cử phong thánh tử diệp thần, bản tọa có thể đối với các ngươi hành động chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như bại. Bản tọa đối với các ngươi. Không có nửa phần thương hại. Tiếng nói không có có bất luận cảm tình gì ba động, quanh quẩn tại thái nhất quảng trường phía trên về sau, làm cho tâm thần của mọi người làm kịch chấn. Tiêu sách cùng Lam Huyền Chi hai người sắc mặt, tại thời khắc này đều biến đến có chút trắng bệch. Diệp thần phát khởi là sinh tử chiến. Nếu như bọn họ muốn là bại, không hề nghi ngờ đó là một con đường chết. Thái nhất thánh chủ vậy mà đồng ý để bọn hắn ba vị thiên kiêu tự giết lẫn nhau. Thánh chủ, việc này tuyệt đối không thể tần nghị quản giáo không nghiêm còn mời thánh chủ tại thái nhất thánh chủ nói xong thời điểm tần nghị thông qua tô một truyền âm đại khái giải sự tình nguyên nhân gây ra đi qua sắc mặt đang thay đổi ảo tưởng ở giữa nhìn không được lên tiếng xin xỏ cho mấy người kia dù nói thế nào đều là thánh địa cái này nhất đại đệ tử thiên kiêu nếu để cho bọn họ tự giết lẫn nhau xảy ra điều gì ngoài ý muốn đều là thái nhất thánh địa tổn thất bản tòa ý đã quyết khai chiến đi theo đạo này tiếng nói rơi xuống một loại không hiểu pháp tắc chi lực đột nhiên quanh quẩn tại trên quảng trường ngay sau đó hóa thành một đạo lồng ánh sáng đem diệp thần cùng tiêu sách còn có lam huyền chi ba người này đều cùng một chỗ cho bao phủ ở bên trong những người khác thấy cảnh này về sau ánh mắt đều biến đến có chút run rẩy thái nhất thánh chủ đây là quyết tâm muốn để ba người này tự mình giải quyết ân oán không cho những người khác có xuất thủ cứu giúp cơ hội hắn so sánh thiên vị ngươi tại thái nhất thánh chủ tiếng nói quanh quẩn ở giữa lạc thanh mộng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thái nhất thánh chủ hình chiếu gương mặt. Sử dụng tâm ý tương thông năng lực, đối với Diệp thần nhẹ giọng nói một câu. Hẳn là bởi vì sư tôn ta quan hệ. Có điều, từ hôm nay sau đó, hắn sẽ vì hắn cử động lần này cảm thấy mười phần may mắn. Nghe được Lạc Thanh Mộng lời nói. Diệp thần ngẩng đầu nhìn Thái nhất thánh chủ liếc một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào tiêu sách, cùng Lam Huyền Chi hai trên thân thể người. Các ngươi là muốn đồng loạt ra tay đâu. Vẫn là nguyên một đám đến. Theo Diệp thần lời lạnh như băng âm, quanh quẩn tại thái nhất quảng trường phía trên về sau, chung quanh tất cả mọi người nín thở. Mà tiêu sách cùng Lam Huyền Chi, vào lúc này đều bị đánh thức, ánh mắt cũng khóa chặt tại diệp thần trên thân. Đồng loạt ra tay. Toàn lực ứng phó. Cơ hồ sau đó một khắc. Tiêu sách cùng Lam Huyền Chi hai người, trên mặt đều lộ ra điên cuồng thần sắc. Động thiên cảnh viên mãn tu vi khí tức, chỉ một thoáng bên trong liền phóng lên tận trời. Nếu như chỉ là đổ đấu mà thôi. Lấy tiêu sách cùng Lam Huyền Chi tính cách cao ngạo, bọn họ là tuyệt đối sẽ không liên thủ bạo phát. Nhưng bây giờ cục diện, đã diễn biến thành chém giết. Một khi bị thua, kết quả của bọn hắn đem về chết. Cho nên lúc này cũng không lo được cái gì tôn nghiêm mặt mũi, chỉ có liên thủ đánh bại diệp thần, bọn họ có lẽ còn có thể là thái nhất thánh địa thiên kiêu. Ở trong lòng kinh hoảng cùng sát ý, đều nhảy lên tới cực hạn thời điểm, hai đạo quan mang chỉ một thoáng liền lập lòe mà lên. Tiêu sắc chân đạp hư không? Cái kia một đoàn thiên viêm tinh thần hỏa, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn đầy trời tinh thần đột nhiên hiện lên ở tiêu sách chung quanh, làm cho tiêu sách lúc này tựa như là dạo bước tại tinh không cổ thần đồng dạng. Một cổ kinh khủng uy áp, để chung quanh các đệ tử đồng tử, chỉ một thoáng cũng vì đó kịch liệt co vào. Cửu tinh. Cổ thần biến. Sau một khắc, tại mọi người cảm thấy kinh hãi thời điểm, tiêu sách hai tay kết ấn nổi giận gầm lên một tiếng. Tại phía sau hắn cái kia một mảnh tinh không bên trong, đột nhiên kinh hiện cửu tinh liên châu dị tượng, một tôn cổ lão bóng người hiện lên ở phía sau hắn, nương theo lấy chân nguyên mãnh liệt bạo phát, ngôi sao đầy trời bỗng nhiên sụp đổ nổ tung. Hóa thành hủy diệt tính lát tinh chi lực, theo tiêu sách một quyền oanh ra, liền đối với Diệp Thần oanh sát xuống. Cùng lúc đó, tại một bên khác, tại tiêu sách triệt để bạo phát thời điểm, Lam Huyền Chi tại thời khắc này cũng không có nương tay, chịu đựng thương thế trên người cưỡng ép bạo phát. Lam Huyền, phá diệt kích. Tại vô tận trong Lam Quang, Lam Huyền Chi sau lưng diễn hóa xuất một mảnh tử vong chi hải, kinh khủng phong bạo vòi rồng khuấy động ngập trời sóng biển một tôn cổ lão hải thần hư ảnh hiện lên ở lam huyền chi sau lưng làm tam xoa kích vung vẫy bạo phát ở giữa một vệt sáng xanh cuốn lên đầy trời phong bạo chỉ một thoáng cũng đối với diệp thần oanh sát xuống t thật là đáng sợ chiến lực bạo phát đây chính là bọn họ hai người trạng thái mạnh nhất sao cái này hai đạo thần thông thuật pháp bi lực chỉ sợ có thế cường sát niết bàn cảnh cường giả cái này diệp thần thánh tử hắn có thế tiếp tục chống đỡ sao nhìn đến tiêu sách cùng lam huyền chi hai người bạo phát chung quanh đông đảo trưởng lão cùng đệ tử, cũng nhịn không được mãnh liệt hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới đệ nhất phong cái này đại đệ tử thánh tử cùng thứ hai thiên kiêu, tự thân ẩn giấu thực lực vậy mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Cái này so với mấy người bọn hắn tháng trước, tại nội môn thi đấu phía trên chỗ kiến thức đến, quả thực là có khác nhau một trời một vực. Nếu như không phải hôm nay cái này một số sự tình. Chỉ sợ bọn họ còn không biết hai người này thực lực, vậy mà đều đạt đến như thế mức độ kinh người. Nương tử. Nằm sắp tốt, cũng đừng rơi xuống nhìn lấy tiêu sách cùng lam huyền chi hai người chỗ bạo phát cái này hai đạo sát phạt chi thuật diệp thần thần sắc không có có biến hóa chút nào chỉ là nhẹ giọng đối với lạc thanh mộng nói một câu sau đó chắp tay trước ngực ở trước ngực kết xuất một đạo ấn quyết tu vi khí tức giống như núi lửa bạo phát đồng dạng phóng lên tận trời mênh mông hỗn độn chân nguyên ở trong cơ thể hắn sôi trào sau đó trực tiếp tràn vào đến trước ngực chí tôn cốt nương theo lấy màu tím lôi quan tại bộ ngực hắn lấp lóe một cổ lôi đình ý cảnh chi lực lặng yên tràn ngập mà ra tứ tượng sát phạt thuật chi thanh long thức muốn thái nhất thánh địa bên trong không có người còn dám đến đánh hắn hoặc là đánh lạc thanh mộng chủ ý vậy hắn liền muốn thể hiện ra cường thế nhất một mặt để cùng thế hệ người đều chỉ có thế nhìn theo bóng lưng để đồng môn trưởng bối đều chỉ có thế kiên kỵ nịnh nọt để thái nhất thánh địa bên trong không người dám làm tức giận tại hắn hôm nay hai người này chính là hắn dùng để dương danh thánh địa bên trong bên ngoài triệt để dựng nên lên uy nghiêm bàn đạp trống ở trong lòng hiện lên cái này mấy đạo suy nghĩ thời điểm theo lôi đình ý cảnh chi lực tràn ngập ra một đầu to lớn thanh long hư ảnh trực tiếp vần quanh ở xung quanh hắn liền như là một tòa kim trung đồng dạng bao phủ hắn cùng cái kia hai đạo thuật pháp hung hăng đánh vào cùng một chỗ chương 64, ta chỉ là hơi xuất thủ liền có thể đạt tới các ngươi khó có thể chịu đựng cực hạn ầm sau một khắc nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh nổ vang lòng của mọi người tạng tựa như là bị oanh kích một chút tại tầm mắt của bọn hắn bên trong tiêu sách cùng lam huyền chi hai người thuật pháp lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái hung hăng đánh vào cái kia một đầu thanh long phía trên. Nhưng làm cho người cảm thấy kinh dị một màn phát sinh. Nương theo lấy cuồng bạo chân nguyên trùng kích, giống như là như phong bạo không ngừng tàn phá bừa bãi đánh ra. Tiêu sách sau lưng chỗ hiện lên của thần hư ảnh, còn có Lam Huyền Chi Thi triển hải thần hư ảnh. Vậy mà đều không thể oanh bạo đầu kia chiếm cứ tại diệp thần chung quanh thanh long hư ảnh. Thậm chí tại loại này kinh cũng trùng kích vào, thanh long trên thân tất cả vảy rồng, cũng không có bất kỳ cái gì vết nứt xuất hiện. Như thế kinh thế hải tục một màn, trực tiếp để chung quanh đông đảo trưởng lão cùng đệ tử, thậm chí còn có tám đại chủ phong phong chủ. Sắc mặt tại trong khoảnh khắc cũng vì đó kịch biến. T. Cái này. Cái này sao có thể? Đây là. Đây là ý cảnh chi lực. Người này vậy mà lĩnh ngộ ý cảnh chi lực. Lúc này Diệp Thần còn không có triệt để thôi động hỗn độn thể, chỉ là sử dụng hỗn độn chân nguyên kích hoạt lên trí tôn cốt. Vận dụng trí tôn cốt bộ phận lực lượng, kết hợp cái kia một luồng lôi đình ý cảnh chi lực, thi triển ra tứ tượng sát phạt thuật thanh long thức nhưng cho dù lúc này hắn không có toàn lực ứng phó, triển hiện ra chiến lực, thì lật đổ mọi người nhận biết. Tại chỗ tất cả mọi người, đồng tử đều tại kịch liệt mở rộng bên trong, suýt nửa ngay tại chỗ nổ tung hốc mắt. Nửa tháng trước, Diệp thần tại đệ ngũ phong lần đầu lộ diện thời điểm, Tu Vi vẫn chỉ là động thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ Tu Vi của hắn đã đạt đến động thiên cảnh viên mãn, đồng thời còn lĩnh ngộ thánh vương cảnh cường giả mới có ý cảnh chi lực. Cái này một vị đệ cửu phong thánh tử, vậy mà yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Không không có khả năng. Tại mọi người tâm thần kinh hải thời điểm, làm là người tiến công tiêu sách cùng Lam Huyền Chi, tức thì bị Diệp Thần dọa đến trái tim đột nhiên ngừng. Hai người bọn hắn người liên thủ chỗ bạo phát thần thông thuật pháp, lại còn không phá được Diệp Thần thuật pháp phòng ngự. Cuối cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt, không có gì không thể nào. Các ngươi toàn lực ứng phó công kích, lại ngay cả ta chân nguyên phòng ngự đều không phá được, các ngươi có tư cách gì dám đánh ta gia nương tử chủ ý? Nhìn lấy tiêu sách cùng Lam Huyền Chi hai người này, đều bị kinh hãi đến vải cả linh hồn dáng vẻ. Diệp thần nhỏ khẽ nâng lên đầu, dị thường đạm mạc nói. Mà tại diệp thần trên vai lạc thanh mộng, nhìn lấy lúc này diệp thần như thế trang bức, trong lúc nhất thời nhịn không được liếc mắt. Nàng đã sớm biết hai người này không phải diệp thần đối thủ, nhưng không nghĩ tới hai người này vậy mà sẽ như thế phế vật. Toàn lực xuất thủ vậy mà không phá được diệp thần chân nguyên phòng ngự, xem ra hạ giới thiên tài vẫn còn có chút tạm được. Không có khả năng. Cùng là thánh tử, ta không có khả năng so ngươi kém nhiều như vậy tại đạo tâm gần như sụp đổ bên trong, tiêu sách cuồng loạn rống giận, thiên viêm tinh thần hỏa càng là điên cuồng bạo phát. Chỉ một thoáng trực tiếp tràn ngập tại cổ thần hư ảnh phía trên, càng thêm điên cuồng oanh kích lấy cái kia một đầu thanh long. Mà Lam Huyền Chi tại tâm thần nổ tung bên trong, mặc dù không có bất kỳ ngôn ngữ gào thét, nhưng cũng là đem hết toàn lực điên cuồng bạo phát. Theo ngươi cùng là thánh tử. Đó là bởi vì thái nhất thánh địa đối với thiên kiêu định vị, tối cao cũng chỉ có thể đạt tới thánh tử tầng thứ mà thôi. Nghe được tiêu sách cuồng loạn gào rú, còn có nhìn đến thanh long hư ảnh tại hai người càng thêm điên cùng oanh kích phía dưới vẫy rồng bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt diệp thần khóe miệng nhất lên một vệt băng lãnh độ công tiếng nói như là âm thanh của tử vong giống như quanh quẩn mà ra hiện tại ta sẽ để các ngươi hai cái minh bạch chúng ta ở giữa trên lệch ta chỉ là hơi xuất thủ liền có thể đạt tới các ngươi khó có thể chịu đựng cực hạn tại hai câu này âm rơi xuống trong nháy mắt đó diệp thần hai tay ấn quyết tùy theo biến ảo một chút một vệt chói mắt tử quang, theo ở ngực lập lòe mà lên trống. Sau một khắc, tại tiêu sách cùng Lam Huyền Chi hai người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nguyên bản chiếm cứ tại diệp thần chung quanh thanh long hư ảnh, vào lúc này phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Kinh cũng lôi đình chi lực, nương theo lấy huy hoàng long uy. Trong một chớp mắt thì giống như là biển gầm, tại thanh long hư ảnh trên thân quét ngang mà ra. Long trảo vung vẫy ở giữa càng là mang theo lôi đình vạn quân chi lực, hung hăng đánh vào cổ thần hư ảnh cùng hải thần hư ảnh phía trên. Không. ầm ầm, tại tiêu sách cùng lam huyền chi tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong thanh long hư ảnh liền dễ như trở bàn tay quanh bạo hai người thần thông thuật pháp ngay sau đó tại tiêu sách cùng lam huyền chi thổ huyết bay ngược muốn mở miệng cầu xin tha thứ trong nháy mắt đó thanh long hư ảnh một cái thần long bãi vĩ đuôi rồng lóe ra kinh cũng lôi đình chi lực viễn như một thanh cự hình trọng kiếm đồng dạng hung hăng đánh vào hai trên thân thể người theo hai đóa huyết hoa ở trong sấm sét nở rộ tiêu sách cùng lam huyền chi hai người bị tại chỗ banh bạo đệ nhất phong cái này đại đệ tử bên trong thứ nhất yêu nghiệt hai vị thiên kiêu. Tại dịp thần một chiêu thần thông thuật phát bảo phát dưới, liền dễ dàng như thế biến thành một đoàn sương máu. Trong lúc nhất thời, thái nhất quảng trường lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người mặc kệ là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là ánh mắt trung rẩy nhìn trước mắt tình cảnh này. Có càng là không ngừng há hốc mồm, xem ra tựa như là muốn nói gì. Nhưng nhưng bởi vì quá độ rung động, dẫn đến thanh âm đều cắm ở trong cổ họng, chỉ có thể phát ra ách 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 nói mớ âm thanh. Dị hỏa tại tiêu sách cùng lam huyền chi vẫn lạc thời điểm diệp thần nhìn lấy cái kia một đoàn trôi nổi ở giữa không trung tự hồ muốn bắt đầu mất khống chế thiên viêm tinh thần hỏa hắn tu vi lại lần nữa bạo phát mà lên tại lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi ở giữa diệp thần chỉ dùng chỉ trong chốc lát liền đem cái này đoàn dị hỏa triệt để trấn áp cũng đem thu nhập đến hệ thống không gian bên trong đa tạ thánh chủ hiểu rõ đại nghĩa để cho ta xuất thủ giải quyết ân oán tại mọi người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm diệp thần tại thu phục cái kia một đoàn dị hỏa về sau liền quay người nhìn hướng lên bầu trời phía trên cái kia một đạo hình chiếu đối với thái nhất thánh chủ ông quyền cảm tạ một tiếng về sau diệp thần ánh mắt trực tiếp đảo qua tại chỗ tất cả mọi người diệp thần thân là thái nhất thánh địa thánh tử sẽ không tùy tiện với cùng môn phát sinh xung đột nhưng nếu như giống hôm nay một dạng có người muốn tính kế tại ta hoặc là ngấp nghé ta gia nương tử mặc kệ đối phương là thân phận gì ta đều sẽ tới không chết không thôi lời lạnh như băng băng ghi âm lấy một vệt dứt khoát quanh quẩn tại thái nhất quảng trường phía trên về sau, làm cho tất cả mọi người hồi thần lại. T. Một chiêu thần thông mặt sát hai vị yêu nghiệt thiên kiêu, vị này dịp thần thánh tử vậy mà khủng bố như vậy. Thiên phú yêu nghiệt vô cùng, xuất thủ sát phạt quả quyết, thiên phú như vậy tính cách, ta thái nhất thánh địa là muốn ra chân long. Chỉ tiết tiêu sách cùng Lam Huyền Chi hai vị này thiên kiêu, để nhất phong lần này trực tiếp tổn thất hai đại đệ tử. Đáng tiếc cái lông gà. Tự thân tham lam không có hạng cuối, vậy mà xuất thủ tính kế đồng môn, trần trụi miệt thị tông môn phát quy còn dám xúc phạm dịp thần thánh tử nghịch lân hai cái này bại loại đều là gieo gió gặp bão ô ô ô dịp thần thánh tử rất đẹp a à. ta vừa mới lại còn oan ủng hắn ta nhớ qua cho hắn đùa bẩn một chút lấy thân báo đáp làm bổ khuyết vị này đệ ngũ phong sư muội việc này ta có lẽ có thể đại lao tại dịp thần chém giết tiêu sách cùng lam huyền chi hai người cũng cho thấy tự thân lập trường cùng phòng tuyến cuối cùng sau thái nhất quảng trường nhất thời bạo phát một trận xôn xao cơ hồ tất cả đệ tử. Bất luận nam nữ đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chầm chầm dịp thần, tự hồ cũng muốn ôm phía trên bắt đùi dân ra trong sạch đồng dạng. An tĩnh. Sau một khắc, tại mọi người xôn xao âm thanh muốn càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, thái nhất thánh chủ tiếng nói giống như thánh chỉ giống như quanh quẩn mà ra. Làm cho mọi người trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Chuyện hôm nay, chính là đệ nhất phong đệ tử tiêu sách, Lam Huyền Chi tính kế đồng môn trước đây, bây giờ bị dịp thần chém giết cũng là gieo gió gặt bão bản tọa ở chỗ này muốn cảnh cáo chư vị thái nhất thánh địa chính là danh môn thánh địa cũng không phải là tùy ý mà làm ma môn nếu có người làm bản thân tư lợi không tiếc giết hại tính kế đồng môn bất luận là bực nào thân phận địa vị đều sẽ dựa theo tông quy xử trí ngoài ra xét thấy diệp thần thiên phú và chiến lực đều muốn vượt xa khỏi cùng thế hệ thánh tử bản tọa quyết định đem diệp thần phong làm thái nhất thánh địa đế tử địa vị gần với bác đại phong chủ áp đảo các đại thánh tử phía trên Oanh theo thái nhất thánh chủ câu nói sau cùng rơi xuống tại chỗ tất cả mọi người trong đầu lúc này đều như có tiếng oanh minh nổ vang mỗi một cái đều là khó có thể tin nhìn về phía diệp thần đế tử đây chính là chỉ có tại trung châu đế vực những cái kia đế cấp thế lực đối với dưới trướng thứ nhất yêu nghiệt thiên kiêu mới có thể trao tặng biểu tượng thân phận và địa vị xưng hào mỗi một vị đế tử tương lai thành tựu tuyệt đối đều sẽ bước vào đến đế quân cảnh mà tại đông vực bảy đại cảnh nội mặc kệ là cái nào thánh địa cũng không dám đem dưới trướng thiên kiêu tự phong là đế tử. Bởi vì cái này xưng hào quá nặng nề. Không chỉ có đại biểu cho vô tận tranh chấp, vẫn là một cái thánh địa hy vọng, nói là đời tiếp theo thánh chủ người thừa kế cũng không đủ. Cho nên, đang nghe thái nhất thánh chủ như thế thụ phong hậu, mọi người mới sẽ cảm thấy như thế khó có thể tin. Thánh chủ đây là muốn. Để diệp thần trở thành thái nhất thánh địa đời tiếp theo thánh chủ, chỉ huy thái nhất thánh địa trở thành đế cấp thế lực. Chương 65, chúc mừng diệp thần trở thành đế tử, chuẩn bị đột phá đến niết bàn cảnh ngươi có cái gì dị nghị sao? Làm trên quảng trường tất cả mọi người. Đều là một mặt kinh hải nhìn lấy diệp thần, bị mấy câu nói đó cả kinh có chút mộng bức thời điểm. Thái nhất thánh chủ ánh mắt đảo qua mọi người, tiếng nói trầm thấp quanh quẩn mà ra. Đệ nhị phong phong chủ khương thần, chúc mừng diệp thần trở thành đế tử, do đó đưa lên quà mừng thượng phẩm linh thạch một vạn, huyền băng nguyễn giáp một kiện, thiên trần đang một bình. Cơ hội tại thái nhất thánh chủ mở miệng về sau, khương thần ánh mắt hơi hơi lóe lên, liền đối với diệp thần chúc mừng. Đang khi nói chuyện, một mai không gian giới chỉ cũng theo trong tay hắn bay ra chậm rãi bay tới diệp thần trước người đệ ngũ phong phong chủ bạch linh chúc mừng diệp thần trở thành đế tử do đó đưa lên quà mừng thượng phẩm linh thạch một vạn thiên tuyết băng liên một gốc thanh vân đang một bình sau một khắc tại khương thần chủ động đưa ra quà mừng về sau bạch linh mỉm cười cũng đối diệp thần chúc mừng một tiếng đệ tam phong phong chủ trương lệ đệ lục phong phong chủ tại khương thần cùng bạch linh đều lần lượt đưa ra quà mừng chúc mừng diệp thần tại thời khắc này trở thành đế tử sau còn lại mấy cái đại chủ phong phong chủ cũng lần lượt chúc mừng đưa ra quà mừng chỉ có đệ nhất phong phong chủ tần nghị lúc này còn đứng tại chỗ không hề động rốt cuộc ở tại còn lại mấy cái đại phong chủ đều chúc mừng còn về sau tần nghị vào lúc này bước ra một bước sau đó cũng đối diệp thần cung kính chúc nói đệ nhất phong phong chủ tần nghị chúc mừng diệp thần trở thành đế tử do đó đưa lên quà mừng thượng phẩm linh thạch một vạn bích huyết linh chi một gốc hổ cốt đang một bình ngoài ra xét thấy tần mỗ đối môn hạ đệ tử sơ sẩy quản giáo để nhất phong do đó đưa lên nhận lỗi linh niết thạch nhũ một phần theo hai câu nói ngữ rơi xuống một mai không gian giới chỉ cùng một cái hộp ngọc tử vào lúc này cùng nhau trôi hướng diệp thần cái kia không gian giới chỉ xem ra thường thường không có gì lạ nhưng cái kia một cái hộp ngọc tử lại là tản ra huỳnh quang một cổ tinh thuần mà mênh mông linh lực ba động không ngừng theo cái kia ngọc hộp bên trong tản ra linh niết thạch nhũ đây chính là một loại hiếm thấy thất giai linh nhũ truyền ngôn một dọc liền có thể để phổ thông động thiên cảnh cường giả đột phá đến niết bàn cảnh tầng thứ. Trước mắt cái này một phần linh niết thạch nhũ, nói ít cũng có trên trăm dọc hai bên. Cái này tầng nghị vì nịnh nọc diệp thần, tiêu trừ cái sau đối đệ nhất phong ngăn cách, lần này xem như đại xuất huyết. Chúng ta bái kiến diệp thần đế tử. Tại nội tâm cảm thấy rung động đồng thời. Chung quanh tất cả đệ tử, còn có một số trưởng lão, đều cung kính đối với diệp thần không lưng cúi đầu. Từ nay về sau. Ngoại trừ thái nhất thánh chủ cùng bác đại phong chủ, còn có đệ cửu phong hai vị kia bên ngoài, Diệp Thần liền áp đảo những người khác phía trên. Thậm chí tương lai, rất có thể sẽ trở thành tân nhiệm thánh chủ, trưởng khống thái nhất thánh địa ức vạn dặm địa vực. Cái này một loại thân phận địa vị chuyển biến, khiến đến vô số đệ tử cũng vì đó hâm mộ. Ngắn mũi thời gian nửa tháng, theo nhập môn liền trở thành thánh tử, đến bây giờ lại bị phong là đế tử. Cái này Diệp Thần quả thực cũng là một cái truyền kỳ. Đa tạ các vị phong chủ hậu ái, Diệp Thần tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt đông đảo không gian giới chỉ, diệp thần vào lúc này cũng không có bất kỳ cái gì già mồm làm ra vẻ tại đối với mấy cái đại phong chủ nói lời cảm tạ một tiếng về sau phất tay liền thu hồi cái này một nhóm tư nguyên mà trên bầu trời thái nhất thánh chủ nhìn đến sự tình đã kết thúc cái kia một đạo hình chiếu gương mặt tiêu tán theo mà đi tám đại chủ phong phong chủ cũng không có tiếp tục lưu lại vào lúc này cũng đều lần lượt rời đi diệp thần ngươi nếu là trở lại đệ cửu phong giúp linh tỷ chuyển cáo cái kia người chết một câu hắn cái kia đi ra hiến lương nghe được bạch linh lúc gần đi cho hắn truyền âm diệp thần tại sửng sốt một chút về sau có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liền dẫn lạc thanh mộng hướng đệ cửu phong bắn tới hôm nay hắn đi ra lĩnh cái tư nguyên thuận tiện ra tìm một cái luyện chế thất tinh hồn niết đang dược tài manh mối không nghĩ tới tại tông chấp đại điện cửa vậy mà phát sinh như thế biến cố không chỉ có để hắn trở thành thái nhất thánh địa đế tử còn vì này còn thu hoạch một nhóm lớn tư nguyên ngược lại là có thể để hắn nếm thử đột phá đến niết bàn cảnh tầng thứ sư huynh ta trở về. Đệ cửu phong. Diệp thần tại phi nhanh gần 10 dặm về sau, lại một lần nữa trở lại đệ cửu phong bên trong. Làm thân hình hắn rơi xuống thời điểm Nhìn đến hứa khanh chính là một mặt u buồn nằm tại trên ghế bành, trên mặt còn có chút sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Cái này khiến trên mặt của hắn hiện ra vẻ cổ quái. Sư huynh, ngươi đây là. Bị sư tỷ đánh. Nghe được diệp thần lời nói, hứa khanh hai mắt vô thần quay đầu, khi nhìn đến diệp thần cùng lạc thanh mộng sau. Tâm tình biến đến có chút kích động lên sư đệ một ngày không gặp như cách ba năm nửa ngày không thấy thậm chí tưởng niệm ngươi cuối cùng là về đến rồi tại lời nói truyền ra thời điểm hứa khanh theo trên ghế bành nhảy dựng lên một cái bước xa đi vào diệp thần trước mặt sau đó một phát bắt được diệp thần bả vai ngươi có biết hay không sư tỷ của ngươi nàng đệ nhất nhân cách vậy mà cũng có thể tại ban ngày xuất hiện nói đến mấy chữ cuối cùng âm hứa khanh có chút khóc không ra nước mắt nửa ngày trước diệp thần mang theo hắn tiểu nương tử chạy trốn Huỳnh Nguyệt người đầu tiên cách xuất hiện về sau. Liền công bố tâm tình không tốt, muốn theo hắn luyện một chút tay. Cái này cũng đưa đến. Tại dịp thần kịch chiến tiêu sách cùng Lam Huyền Chi thời điểm, đệ cửu phong cũng phát sinh một trận cực kỳ tàn ác đỏ sức. Cái kia. Sư tỷ đâu? Nghe được hứa khanh tâm tình kích động lời nói, còn có nhìn đến đối phương dáng vẻ chật vật. Dịp thần nhịn không được lộ ra đồng tình ánh mắt. Bất quá tại quét liếc chung quanh, không nhìn thấy Huỳnh Nguyệt bóng người về sau, hắn có chút hiếu kỳ hỏi một câu nàng nói nàng tạm thời có thể khống chế ở thể nội tà tính muốn đi bế quan mấy ngày lĩnh hội một môn thượng của thuật pháp cho nên mấy ngày kế tiếp chúng ta hai cái có thế an ổn nghe được diệp thần tra hỏi hứa khanh quét qua vừa mới khóc không ra nước mắt thần sắc cả người có chút kích động cười như điên bất quá khi nhìn đến diệp thần ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn sao hứa khanh vội ho một tiếng ngừng cười như điên lộ ra phong khinh vân đạm bộ dáng hắn như thế có phẩm người sao có thể như thế cười như điên sư đệ ngươi ra ngoài cũng mới nửa ngày không đến làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi ách ngoại giới thật sự là quá nguy hiểm ta cảm thấy thực lực của ta còn có chút yếu cho nên dự định trước đột phá đến niết bàn cảnh lại ra thái nhất thánh địa đi lịch luyện một chút diệp thần đem tại thái nhất quảng trường phát sinh sự tình đơn giản cùng hứa khanh giảng thuật một lần sau cái này mới nói ra tính toán của hắn cái gì ngươi muốn đột phá đến niết bàn cảnh rồi nghe được diệp thần lời đã nói ra hứa khanh lúc này bị giật nảy mình Diệp Thần nửa tháng trước vừa đột phá đến động thiên cảnh viên mãn, mới đi qua thời gian ngắn như vậy, lại muốn đột phá đến niết bàn cảnh. Cái này phá cảnh quá nhanh nhưng là sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, trong ngày sau tu luyện chôn xuống đáng sợ tai họa ngầm. Đối với một số yêu nghiệt thiên kiêu tới nói, quá nóng lòng cầu thành, nhưng là sẽ được trả bằng mất. Sư huynh yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nhìn đến hứa khanh nhướng mày, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, dịp thần nhếch miệng mỉm cười nói. Nếu như là bình thường yêu nghiệt thiên kiêu nửa tháng trước mới vừa vặn bất chợt tới phá động thiên cảnh viên mãn, hiện tại khẳng định là không dám đột phá đến niết bàn cảnh. Bởi vì quen thuộc cùng trưởng khống tăng vọc tu vi, thường thường đều cần thời gian rất lâu đi ma sát. Nhưng Diệp Thần hồn thể đã lột xác thành Bồ đề ngộ đạo hồn, ngộ tính của hắn đạt đến một loại cực kỳ yêu nghiệt độ cao. Muốn trưởng khống tăng vọc tu vi, còn có quen thuộc trước mắt cảnh giới. Tốc độ kia muốn so phổ thông yêu nghiệt, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lại thêm trong khoảng thời gian này, có huỳnh nguyệt tôn này thánh vương cảnh viên mãn cường giả không ngừng cùng hắn tiến hành cường độ cao chiến đấu đến mức hắn tại ngắn mũi này trong nửa tháng thì đã hoàn toàn nắm trong tay trước mắt tu vi cho nên lần này nếm thử đột phá đến niết bàn cảnh hắn có nắm chắc không sẽ dao động đến căn cơ đã ngươi có nắm chắc cái kia sư huynh cũng không có gì tốt ngăn trở nhìn lấy diệp thần đã tính trước dáng vẻ hứa khanh vào lúc này cũng không có lại khuyên can dù sao diệp thần thiên tư ngộ tính là hắn gặp qua thứ nhất yêu nghiệt phá cảnh như uống nước nghĩ đến cũng là bình thường. Ừm, cái kia sư đệ trước hết đi bế quan. Diệp thần nghe vậy nhẹ gật đầu, liền dẫn lạc thanh mộng đi hướng động phủ, ngay sau đó lại như là tựa như nhớ tới cái gì. Vội vàng quay đầu lại đối với hứa khanh dặn dò một câu. Đúng rồi, sư huynh. Linh tỷ làm ta chuyển cáo ngươi một câu, ngươi cái kia ra ngoài hiến lương, không phải vậy. Nàng liền để sát vách vương đại ca giúp ngươi giao. Tại đối với hứa khanh nói xong hai câu này về sau, Diệp thần liền trực tiếp bước vào đến trong động phủ. Lưu lại hứa khanh có chút u buồn nhìn hướng lên bầu trời, sau đó lại nhìn không được sờ lên eo của mình. Sau cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thật là, nhà có lão hổ, thận hư khó bổ. Vừa nghĩ tới Bạch Linh còn tu luyện một loại nào đó thượng cổ thuật phòng the, hứa khanh hai chân liền không nhịn được có chút phát trung. Chương 66, trước theo ngươi cùng một chỗ tắm một cái, đột phá đến niết bàn cảnh lại nói nhất thánh địa, đệ nhị phong. Phong chủ cung điện bên trong. Nghĩ không ra cái kia oát con thiên phú chiến lực, vậy mà yêu nghiệt đến đáng sợ như vậy cấp độ. Cùng cảnh giới bên trong chỉ dùng một chiêu thần thông, thì đánh bại hai vị yêu nghiệt thiên kiêu. Thiên phú như vậy cùng chiến lực, chỉ sợ Minh Nhi toàn lực ứng phó, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Theo một đạo cách âm kết giới bao trùm tại phong chủ cung điện bên trong, Khương thần trầm thấp tiếng nói cũng trở về lay động tại đại điện bên trong. Tiểu tử kia, coi là thật đáng sợ như thế. Nghe được Khương thần lời nói, Khương viêm có chút kinh hãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vệt trung động thần sắc. Thái nhất quảng trường phát sinh động tĩnh. Hắn cũng không có đích thân tới hiện trường. Cho nên không có mắt thấy đến diệt thần chiến lực bạo phát, nhưng lúc này nghe được Khương Thần cho ra đánh giá cao như vậy. Khương Viêm quả thực có chút khó có thể tin. Phải biết hắn nhi tử Khương Minh, trời sinh thượng cổ trọng đồng thể chất, thể nội còn có đại nhật thiên dương đế huyết. Một thân chiến lực thiên phú, thậm chí đều không kém hơn Trung Châu đế vực bên trong, một số hoang cổ thế gia hàng ngũ đế tử. Nhưng chính là yêu nghiệt như thế nhi tử, tại Khương Thần nhìn tới lại còn không như lá thần cái kia bắt con. Thiên phú của hắn tiềm lực, còn có chiến lực bạo phát, tuyệt đối là lão phu cả đời này thấy, thứ nhất yêu nghiệt thiên chi kiêu tử. Trên người người này, tuyệt đối có đại bí mật. Khương thần nghe vậy nhẹ gật đầu, đang nói xong câu nói sau cùng về sau, trong mắt của hắn lóe qua một vệt âm lãnh. Phụ thân, đã hắn bị thái nhất lão cẩu phong làm đế tử, đến đóng lấy thế tất sẽ bị trọng điểm chú ý. Chúng ta muốn xuống tay với hắn, chỉ sợ là không có gì có thế có thế tính. Nghe được Khương Thần lời nói, làm nhi tử Khương Viêm, nhất thời minh bạch cái trước ý tứ. Ha ha, người nào nói không có khả năng tính. Khương Thần nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh âm thanh, tiếng nói có chút dày đặc quanh quẩn ra. Hôm nay tiểu tử này tại đại xuất danh tiếng trước đó, từng vị thác tông chấp điện trưởng lão Tô Một, giúp đỡ sưu tập mấy vị thánh dược manh mối. Chắc hẳn cái này mấy loại thánh dược, đối với tiểu tử này tới nói, có không giống bình thường tác dụng. Phụ thân, chẳng lẽ ý của ngươi là Chúng ta phái người giả tạo ra cái này mấy loại thánh dược xuất hiện manh mối, sau đó coi đây là mồi nhữ đem tiểu tử kia dẫn dụ ra thái nhất thánh địa. Khương thần lời nói còn chưa nói xong, Khương viêm não hải lóe qua một đạo linh quang, hít sâu một hơi có chút kinh dị nói. Xem ra ngươi còn không tính là ngu xuẩn. Nghe được Khương viêm lời nói, Khương thần hơi hơi điểm một cái, tiếng nói âm lãnh tiếp tục nói. Hôm nay ta đưa cho hắn huyền băng nhuyễn giáp, phía trên còn lạc ấn có một cái định vị trận phù, cho dù là thánh vương cảnh cường giả cũng khó có thể phát giác ngươi đem khối này truy tung la bàn giao cho quỷ diệt bọn người, để bọn hắn tìm địa điểm thích hợp lan truyền manh mối, nhìn có thể hay không đem tiểu tử kia dẫn xuất thánh địa bên ngoài. Khương Viêm nghe vậy nhận lấy cái kia một khối la bàn, lúc này phía trên vẫn tồn tại một cái điểm đỏ. Đang tại đệ cửu phong bên trong, hiển nhiên là diệp thần vị trí. Nhưng nếu là cái này thằng nhãi con, một mực cũng không dám ra ngoài đi làm sao xử lý. Tại bội phục chính mình phụ thân lòng dạ về sau, Khương Viêm khẽ trao mày, tiếng nói có chút trầm thấp nói muốn là diệp thần một mực đợi tại đệ cửu phong trong khoảng thời gian này không đi ra tìm kiếm dược tài vậy bọn hắn bố cục đem về uổng phí vậy cũng chỉ có thể chờ vạn ma lão tổ sau khi xuất quan chúng ta cùng thái nhất thánh địa ngã bài động thủ nữa khương thần nghe vậy thở dài một tiếng sắc mặt lóe qua một vệt che lấp nếu như chờ đến ngã bài thời điểm lại đối diệp thần hạ thủ vạn ma lão tổ nếu là ý thức được người này không tầm thường cũng coi trọng trí tôn cốt cùng cái kia thảo một tinh linh đến lúc đó có thể sẽ có chút ý kiến không hợp cho nên khương thần mới sẽ muốn tại ngã bài trước đó trước đem diệp thần cùng lạc thanh mộng bắt lại cùng lúc đó đệ cửu phong diệp thần mang theo lạc thanh mộng trở lại trong động phủ về sau liền từ trên thân móc ra 8 cái không gian giới chỉ cái này mấy cái mai không gian giới chỉ chính là bác đại phong chủ đưa cho hắn quà mừng nghĩ không ra chỉ là một cái đế tử thân phận liền có thể dẫn tới bác đại phong chủ tranh nhau nịnh nọt cái này tiêu sách cùng lam huyền chi vốn là muốn tính kế tại ta không nghĩ tới lại thành ta tống tài đồng tử nhìn trước mắt cái này mấy cái mai không gian giới chỉ, Diệp Thần trong lúc nhất thời không khỏi hơi xúc động. Tu luyện giới ngươi lừa ta gạt. Làm ngươi đầy đủ cường đại, hoặc là thể hiện ra đầy đủ kinh người tiềm lực, tự nhiên là sẽ có vô số người đến nịnh bợ ngươi. Đương nhiên, cũng sẽ có vô số người, sẽ tìm kiếm nghĩ cách, trong bóng tối trừ rơi ngươi. Tại Diệp Thần hơi xúc động thời điểm, ngồi tại trên vai hắn lạc thanh mộng, tiếng nói có chút thanh lãnh nói. Nương tử, nghe ý lời này của ngươi. Là mấy vị này phong chủ bên trong, có mặt ngoài nhìn như là tại định bợ ta, vụng trộm lại muốn muốn diệt trừ ta người. Nghe được Lạc Thanh Mộng lời nói, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên rung lên, ánh mắt ngưng trọng chầm chầm lấy trước mắt cái này mấy cái mai không gian giới chỉ. Nhưng nên có lòng phòng bị người, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nương tử nói đến không phải không có lý, ta hiện tại liền đem những vật này, trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Nhớ tới hắn nhìn qua cẩu huyết văn học mạng tiểu thuyết, còn có những cái kia bụng dạ cực sâu cung đấu phim. Diệp thần nội tâm hiện ra một vệt cảm giác nguy cơ. Nghe được Diệp Thần lời nói, Lạc Thanh Mộng nhất thời có chút trầm mặt. Bản ý của nàng chỉ là muốn cảnh cáo Diệp Thần một chút mà thôi, không nói mấy vị này phong chủ bên trong có người muốn hại hắn. Gia hỏa này não bổ năng lực vẫn rất mạnh. Trước kiểm tra Tần Nghị đưa đồ vật. Tại suy nghĩ rơi xuống thời điểm, Diệp Thần đem Tần Nghị đưa cho Linh Biết Thạch nhũ. Cùng cái kia một vạn khối thượng phẩm linh thạch, còn có một gốc bích huyết linh chi, thậm chí là cái kia một bình luyện thể dùng hổ cốt đan đều cho bốc lên đi ra bày đặt tại động phủ bên trong, sử dụng phá vọng thần đồng khám phá hư ảo năng lực. Trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần. Dù sao, hắn hôm nay thế nhưng là đem đệ nhất phong hai cái thiên kiêu làm thịt rồi. Không bài trừ tần nghị người phong chủ này, ở trong lòng sẽ có một ít quán niệm. Sau đó mặt ngoài làm bộ tiêu trừ ân oán, kỳ thực còn ở sau lưng dở trò. Ý nghĩ thế này tuy nhiên có vẻ hơi lòng tiểu nhân. Nhưng không thể phủ nhận. Có loại này cẩn thận tâm lý, hắn có thể sống đến lâu hơn một chút không có vấn đề. Đang kiểm tra một phen, phát hiện không có vấn đề gì về sau, Diệp Thần nhịn không được lắc đầu. Xem ra vị này đệ nhất phong phong chủ tần nghị, là thật muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Tại suy nghĩ rơi xuống thời điểm, Diệp Thần lại tiện tay nắm lên mặt khác một mai không gian giới chỉ, từ bên trong lấy ra một kiện kỳ lạ bông tuyết nhuyễn giáp. Cái này tự hồ là một kiện lục giai phòng ngự linh bảo. Cảm thụ được cái này huyền băng nhuyễn giáp phía trên, phun trào lấy đáng sợ linh lực ba động, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Cái này tự hồ là đệ nhị phong phong chủ Khương Thần, chỗ đưa cho hắn quà mừng. Người này xuất thủ ngược lại thật là xa hoa, một kiện lục giai linh bảo nói đưa thì đưa. Tại nội tâm hơi xúc động thời điểm, Diệp Thần trực tiếp thi triển ra phá vọng thần đồng, ánh mắt tại cái này huyền băng nhuyễn giáp phía trên khẽ quét mà qua. Cái này tự hồ cũng không có gì. Ừm. Đây là. Theo ánh mắt khẽ quét mà qua. Diệp Thần vừa định phán định thứ này không có vấn đề, nhưng sau một khắc hắn tựa như là phát hiện cái gì giống như ánh mắt ngưng tụ tại cái này nhuyễn giáp trên lưng, sắc mặt cũng dần dần biến đến ngưng trọng lên. Cái này nhuyễn giáp. Có vấn đề. Lạc thanh mộng phát giác được dịp thần thần sắc biến hóa, tiếng nói có chút ngưng trọng hỏi thăm một câu. Nơi này. Tự hồ có một cái trận phù. Nghe được lạc thanh mộng lời nói, dịp thần đưa tay phải ra, chỉ nhuyễn giáp phía trên một chỗ ngồi. Cái này một cái trận phù ngưng tụ đến rất rất nhỏ, đồng thời giấu ở huyền băng nhuyễn giáp nội bộ, thậm chí còn không có gì khí tức ba động nếu như không phải hắn nắm giữ phá vọng thần thông còn thật khó có thể phát giác được cái đồ chơi này đây là một cái định vị trận phù tại diệp thần nhắc nhở dưới lạc thanh mộng bay đứng người dậy ghé vào huyền băng nhuyễn giáp phía trên kiểm tra một phen rồi nói ra định vị trận phù diệp thần nghe vậy sắc mặt biến đến có chút âm trầm khí tức cũng dần dần biến đến băng hàng xuống tới quả nhiên tham lam cũng là nguyên tội không nghĩ tới tại ta được phong làm đế tử về sau tại thái nhất thánh địa bên trong vẫn là có người muốn ra tay với bọn ta ngươi định làm gì tại diệp thần lời nói rơi xuống về sau lạc thanh mộng ngửa ra cái đầu nhỏ tiếng nói bình tĩnh dò hỏi còn có thể làm thế nào chỉ có thể là lấy bất biến ứng vạn biến trước theo ngươi cùng một chỗ tắm một cái đột phá đến niết bàn cảnh lại nói nghe được lạc thanh mộng lời nói diệp thần khóe miệng hơi hơi dương lên có chút ý vị thâm trường nói ra cái này huyền băng nhuyễn giáp bên trong ẩn tàng không phải độc dược cũng không phải cái gì đủ loại giết người ám khí chỉ là một cái định vị trận phù mà thôi. Từ một điểm này thì không khó phán đoán ra, Khương Thần xác thực muốn có ý đồ với hắn. Nhưng bởi vì tâm lý tồn tại kiên kỵ, không dám trắng trận động thủ, chỉ có thể chờ đợi thời cơ xuất hiện. Mới tại cái này huyền băng Nguyễn giáp phía trên in dấu lên định vị trận phù, tám thành cũng là muốn đợi hắn ra thái nhất thánh địa bên ngoài lại động thủ. Đây cũng chính là nói, hắn tại thái nhất thánh địa bên trong, còn tính là tương đối an toàn. Chương 67, chẳng lẽ, người lúc trước đều là cởi hết, cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ tắm, đến đón lấy. Tại Diệp Thần kiểm tra ra huyền băng nhuyễn giáp thầm dấu huyền cơ về sau, những vật khác cũng đều bị hắn trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Bất quá, ngoại trừ Khương Thần cái này lão cẩu đưa huyền băng nhuyễn giáp, những vật khác ngược lại là không có kiểm tra ra cái gì dị thường. Mà Diệp Thần không có xuất thủ xóa đi cái kia một cái định vị trận phù, cũng không có đem món kia huyền băng nhuyễn giáp thu nhập hệ thống không gian bên trong. Bởi vì hệ thống không gian có thể ngăn cách hết thảy khí thế cảm ứng huyền băng nhuyễn giáp một khi được thu vào hệ thống không gian, khương thần bên kia thế tất sẽ mất đi định vị cảm ứng. Diệp thần tạm thời không muốn đánh cỏ động rắn. Chỉ là đem cái này huyền băng nhuyễn giáp, thu nhập phổ thông không gian giới chỉ. Tại xác định tất cả mọi thứ cũng không có vấn đề gì sao. Diệp thần lấy ra mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, trong động phủ bố trí ra một cái tụ linh trận. Sau đó lại đem cái kia một phần linh biết thạch nhũ, toàn bộ rót vào động phủ linh tuyền bên trong. Mênh mông linh khí, trực tiếp hóa thành pha trộn vũ khí, không ngừng tràn ngập trong động phủ. Làm cho lúc này trong động phủ, liền như là tiên cảnh đồng dạng. Tu luyện quả nhiên là quá phí tiền, liền trong không khí tràn ngập, tất cả đều là kim tiền vị đạo. Cảm thụ được trong không khí tràn ngập linh khí, Diệp Thần trong lúc nhất thời nhịn không được lòng sinh cảm khái. Cái này mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, còn có cái này 100 giọt linh niết thạch nhũ, chỉ sợ có thế tại hoàng triều bên trong mua mấy cái tòa thành trì. Nhưng lúc này chỉ có thể để hắn dùng để đột phá một cái đại cảnh giới. Tại trong lòng có chút cảm khái thời điểm, Diệp thần bắt đầu rút đi quần áo trên người, sau đó hướng về cái kia gâu linh tuyền đi qua. Mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, lại thêm 100 dọc linh niết thạch nhũ, còn có lại luyện hóa cái kia một đoàn thiên viêm tinh thần hỏa. Diệp thần cũng không tin, hắn còn đột phá không đến niết bàn cảnh. Diệp thần, ngươi cái này vô sĩ hỗn đảng, ngươi toàn cởi sạch là muốn làm gì? Tại suy nghĩ rơi xuống thời điểm, Lạc Thanh Mộng thanh lãnh tiếng nói, đột nhiên có chút tức hỗn hển vang vọng trong lòng hắn. Diệp thần lúc này mới phát hiện, Lạc Thanh Mộng không biết khi nào đã ngâm tại linh tuyền bên trong. Chỉ lộ ra một cái kia ngốc manh cái đầu nhỏ, còn mắt trợn tròn hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trên đầu hai mảnh lá liễu, còn chọc giận tại chỗ dựng thẳng lên tới. Mà hắn lúc này ở thất thần ở giữa, y phục trên người hắn đã còn thừa không có mấy, còn chuẩn bị động thủ cởi xuống hạ thân quần cộc. Ách, vừa mới thoát thuận tay, ta coi là ngâm trong bồn tắm đây. Nhìn lấy Lạc Thanh Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn, đã bị hắn tức giận đến đỏ bừng, ánh mắt còn trừng đến cùng chung đồng giống như. Diệp thần có chút cười cười xấu hổ. Hắn lúc này nhớ tới, hắn cái này là lần đầu tiên cùng Lạc Thanh Mộng ngâm trong bồn tắm, lúc trước đều là cùng Tiểu Gia Hỏa tắm. Đồng thời Tiểu Gia Hỏa có thể vui vẻ. Không chỉ có ưa thích ôm lấy ngón tay của hắn cắn, còn ưa thích ôm lấy hắn. Khụ khụ khụ. Nghĩ đến lúc trước cùng Tiểu Gia Hỏa tắm rửa nào đó một số chuyện, Diệp thần nội tâm nhất thời có chút sợ hãi. Muốn là lúc sau Lạc Thanh Mộng cùng Tiểu Gia Hỏa dung hợp lại cùng nhau. Những chuyện này đều truyền vào trong linh hồn của hắn, cái kia tâm tình của nàng không thỏa đáng tràn nổ tung rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn đến Diệp Thần sững sờ tại nguyên chỗ. Sắc mặt đột nhiên có chút không hiểu biến ảo lên, Lạc Thanh Mộng bén nhạy phát giác được có chút không đúng. Chẳng lẽ, ngươi lúc trước đều là cởi hết, cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ tắm. Ngươi cái tên này đều cùng bản cung một phần khác ý thức cùng một chỗ làm cái gì? Có vẻ hơi bàn hoàng thất thố, lại có chút tức hỗn hển tiếng nói, lại một lần vang vọng tại Diệp Thần trong lòng. Muốn là Diệp Thần cổng nàng, cùng tiểu gia hỏa làm một ít không thể miêu tả sự tình cái kia nàng về sau cùng tiểu gia hỏa dung hợp lại cùng nhau về sau, không sẽ chờ cùng nàng từng làm qua những chuyện kia. Tại ý thức đến điểm này về sau, Lạc Thanh Mộng có chút khủng hoảng. Không có gì, ngươi không muốn đoán mò. Ta cùng tiểu gia hỏa cũng không có làm loạn. Cảm giác được Lạc Thanh Mộng tâm tình chập chờn có chút lớn, còn có nhiệt độ chung quanh ngay tại cấp tốc hạ xuống. Diệp thần tại đối với Lạc Thanh Mộng hô to một tiếng về sau, liền thả người nhảy lên chui vào đến linh tuyền bên trong. Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian hấp thu linh dịch, chuẩn bị đột phá tu vi cảnh giới đi. Tại tiếng nói truyền ra thời điểm, Diệp Thần cũng không cho Lạc Thanh Mộng bảo nổi cơ hội, hai tay kết xuất ấn quyết liền dẫn động trận pháp. Mênh mông linh khí không ngừng theo linh thạch bên trong tuôn ra, sau đó liên tục không ngừng hội tụ đến linh tuyền bên trong. Ngay sau đó, cái kia một đoàn thiên viêm tinh thần hỏa cũng xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Theo hỗn độn thể cùng chí tôn cốt bảo phát, kinh khủng chân nguyên không ngừng trấn áp luyện hóa cái kia một đoàn thiên viêm tinh thần hỏa. Diệp Thần tu vi khí tức, tại thời khắc này không ngừng trèo thăng lên, toàn bộ linh tuyền cũng tiến vào sôi trào trạng thái. Gia hỏa này, nhất định là làm cái gì tâm hỏng sự tình, không phải vậy không khả năng sẽ có phản ứng như thế. Lạc thanh mộng ngâm tại linh tuyền đối diện, nhìn lấy dịp thần loại này khác thường dáng vẻ, trong miệng nàng tiểu manh răng đều nhanh cắn nát. Nhưng nàng cũng không phải là không biết chuyện người. Tại dịp thần dẫn động trận pháp linh tuyền thời điểm, lạc thanh mộng chỉ có thể đè xuống các loại tạp niệm, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến ngũ giai viên mãn, cho nên cũng muốn nhân cơ hội này đột phá đến lục giai tầng thứ. Bởi vì Lạc Thanh Mộng hiện tại đã hóa thành thảo một tinh linh, ngược lại là có thế tu luyện kiếp trước các loại công pháp thần quyết. Theo nàng vận chuyển Lạc Thần Tâm Kinh, một cổ mênh mông khí tức cũng từ trên người nàng bạo phát mà lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ cùng tạo thành đối tượng khí tức tụ hợp dung hợp, ký chủ cùng tạo thành đối tượng tu luyện tốc độ. Võ học cảm ngộ năng lực, chiến lực bạo phát năng lực đều tại nguyên có trên cơ sở vượt lên gấp đôi. Làm cả hai khí tức tụ hợp gián đoạn về sau, cái kia tăng phúc năng lực cũng sẽ bị gián đoạn. Oanh! Cơ hồ tại hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên về sau, hai cổ càng mênh mông hơn khí tức, theo dịp thần cùng lạc thanh mộng trên thân bạo phát. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc mở mắt ra, trên mặt đều lộ ra một vệt trung động thần sắc. Nghĩ không ra. Lại còn có thế phát động như thế tăng phúc hiệu quả. Dịp thần có chút khó tin nỉ non một tiếng, có thể không nên xem thường cái này nho nhỏ một lần tăng phúc. Phải biết hắn hiện tại tu luyện tốc độ, võ học cảm ngộ, cùng chiến lực bạo phát, tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ có thế nghiền ép đương đại vô số người. Nếu là ở vốn có trên cơ sở gia tăng gấp đôi, nói có thế khinh thường chư thiên vạn giới đều không đủ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này Lạc Thanh Mộng, tâm thần cũng là cực độ rung động, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp thần. Nàng một thế này dung hợp cửu khiếu linh lung tâm, dù là hiện tại chỉ là một cái thảo một tinh linh. Nhưng nàng hiện tại tu luyện tốc độ, võ học cảm ngộ cùng chiến lực bạo phát, đều muốn vượt qua kiếp trước lưu ly lạc thần thể dù là phóng nhãn cả cái thần vực, cũng là ở vào đỉnh phong tầng thứ. Nhưng bây giờ cùng Diệp Thần một trận khí tức giao dung, vậy mà mặt danh kỳ diệu tăng phúc gấp đôi. Kém chút không có đem nàng dọa đến tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì chúng ta là một đôi trời sinh, cho nên mỗi một lần khí tức giao dung đều có thể phát động thiên mệnh gia trì. Nhìn lấy Lạc Thanh Mộng một mặt ngốc manh rung động theo dõi hắn. Diệp Thần quanh thân quanh quẩn lấy lôi hỏa, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, nhịn không được trêu đùa Lạc Thanh Mộng một câu. Phi, người nào theo ngươi một đôi trời sinh. Nghe được Diệp Thần một câu nói kia trêu chọc, Lạc Thanh Mộng miệng nhỏ nhếch lên, lúc này có chút ghét bỏ nói. Sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện đột phá. Nàng có thể không có quên nàng mới vừa rồi còn tại nỗi nóng đâu, gia hỏa này nhất định đối nàng một phần khác ý thức làm cái gì. huống chi lấy nàng thông tuệ đầu não. Tự nhiên minh bạch loại này đặc thù tăng phúc năng lực, nhất định cùng với nàng cùng Diệp Thần ở giữa khế ước có quan hệ. Đã Diệp Thần không muốn quá kỹ càng nói rõ, nàng cũng sẽ không như vậy không thức thời, nhất định phải đi đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Vẫn là an an tâm tâm đột phá tu vi, dù sao loại này tăng phúc năng lực, đối nàng có thể không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tại suy nghĩ rơi xuống thời điểm, Lạc Thanh Mộng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể, tựa như có một cái động không đáy giống như. Điên cuồng hấp thu linh tuyền bên trong linh dịch, còn có thôn vệ lấy trong động phủ linh khí. Tu vi của nàng khí tức cũng điên cuồng trèo thăng lên. Bởi vì có kiếp trước võ học cảnh giới kinh nghiệm, Lạc Thanh Mộng lần này đột phá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh tại diệp thần còn không có làm ra đột phá thời điểm nàng trước hết được một bước đột phá đến lục giai tầng thứ mà tại lạc thanh mộng đột phá trong nháy mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đột nhiên vang lên chương 68, hỗn độn hỏa chủng truyền thừa lạc thanh mộng hiện ra chân thân đinh Xếp thấy ký chủ tạo thành đối tượng đột phá đến lục giai tầng thứ ký chủ bị phản hồi thu hoạch được hỗn độn hỏa chủng truyền thừa đinh xét thấy ký chủ tạo thành đối tượng thức tỉnh thiên phú năng lực sát na phương hoa ký chủ bị phản hồi thức tỉnh thiên phú năng lực đoạt thiên hỗn độn hỏa chủng từ hỗn độn đảng sinh ra thần bí hỏa chủng trước mắt ở vào nguyên thủy nhất hỏa chủng trạng thái có thể thôn vệ thiên địa ở giữa hết thảy dị hỏa tiến hành trưởng thành trưởng thành đến cực hạn thời điểm một luồng chân hỏa có thể đốt cháy thiên địa để vạn vật quay về hỗn độn trạng thái đoạt thiên cướp đoạt tính tăng phúc năng lực khi triển sau có thể cưỡng chế tính cướp đoạt một phương thiên địa thượng thương chi lực cũng thêm cầm tự thân để tu vi thu hoạch được tăng vọt chú ý cái kia năng lực thuộc về nghịch thiên mà đi khi triển ra sau sẽ phải gánh chịu thượng thương phản vệ, tại thể nội lưu lại thượng thương điềm xấu chi lực. Làm thượng thương điềm xấu chi lực tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ dẫn phát thượng thương tức giận hạ xuống thiên khiển lôi phạt. Không phải vạn bất đắc dĩ mời cẩn thận sử dụng. Hỗn độn hỏa chủng, đoạt thiên. Vừa trấn áp luyện hóa thiên viêm tinh thần hỏa, đang chuẩn bị trùng kích niết bàn cảnh diệp thần. Đang nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên cùng khó có thể tin thần sắc xem ra hắn lựa chọn cùng lạc thanh mộng cùng một chỗ trùng kích đột phá nếp bàn cảnh thật sự là thứ nhất minh xác lựa chọn ầm ầm sau một khắc tại diệp thần mặt lộ vẻ cuồng hỉ thời điểm hỗn độn hỏa chủng truyền thừa cũng bắt đầu nương theo lấy một luồng chỉ có lớn chừng hạt đậu ngọn lửa nhỏ lóe ra hỗn độn quang mang hiện lên ở diệp thần trong động thiên diệp thần thể nội bỗng nhiên truyền ra tiếng oanh minh một cổ kinh khủng hấp lực giống như như phong bạo theo hỗn độn hỏa chủng bên trong quét ngang bộc phát ra mênh mông hỗn độn chân nguyên còn có dồi dào linh khí, thậm chí thì liền cái kia một đoàn thiên viêm tinh thần hỏa. Đều bị hỗn độn hỏa chủng điên cuồng thôn vệ lấy. Loại này điên cuồng thôn vệ, làm cho Diệp thần sắc mặt biến đổi, đây chẳng lẽ là muốn sống sống hút chết hắn. Bất quá, ngay tại Diệp thần gương mặt, biến đến có chút tái nhợt thời điểm. Hỗn độn hỏa chủng cũng triệt để bị kích hoạt lên. Nương theo lấy lại một tiếng tiếng oanh minh vang lên, hỗn độn hỏa chủng tại trong động thiên triệt để nổ tung. Toàn bộ hỗn độn động thiên cũng theo đó sụp đổ tại dồi dào hỗn độn chân hỏa dưới hóa thành kinh cũng tinh thuần lực lượng điên cuồng trả lại đến diệp thần thể nội diệp thần đưa thân vào hỗn độn chân hỏa bên trong trên người mỗi một tấc cốt cách huyết nhục đều đang hoang hô bên trong niết bàn thuế biến lấy loại này nước sữa hòa nhau giống như uyển chuyển cảm giác kém chút liền để diệp thần nhịn không được hô lên diệp thần tại thời khắc này đột phá đến niết bàn cảnh thậm chí tại loại cảm giác này không ngừng đánh thẳng vào diệp thần thần kinh thời điểm hỗn độn chân hỏa cũng từ trên người hắn tràn ngập mà ra linh tuyền bên trong sôi trào linh dịch cũng không ngừng bị bốc hơi bay hơi toàn bộ động phủ đã bị linh vụ tràn ngập hỗn độn chân nguyên tại bành trướng bên trong còn đem diệp thần phía trước lạc thanh mộng cũng cho vây kín mít tại hỏa diễm bên trong hoặc có lẽ là bởi diệp thần cùng lạc thanh mộng tồn tại khế ước liên quan cho nên hỗn độn chân hỏa lúc này cũng không có đã thương vừa đến lạc thanh mộng ngược lại cũng đang trợ giúp lạc thanh mộng thối luyện thân thể không ngừng cường hóa đối phương võ đạo tu vi căn cơ mà tại hỗn độn chân hỏa thối luyện xuống còn đắm chìm trong tu vi cảnh giới đột phá, bị hỗn độn chân hỏa thối luyện lạc thanh mộng. Hoàn toàn không có phát giác được nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vào lúc này vậy mà mặt danh kỳ diệu biến lớn. Nguyên bản bởi vì ý thức phân liệt, dẫn đến nàng biến hóa không hoàn toàn, chỉ có thể biến thành thảo một tinh linh trạng thái. Nhưng lúc này bởi vì là một cái thiên phú năng lực thức tỉnh, vậy mà để thân thể của nàng có thể tạm thời ngắn khôi phục lại tiền thân dáng vẻ. Không sai. Cái thiên phú này năng lực chính là nàng vừa thức tỉnh sát na phương hoa làm năng lực này bị kích hoạt thi triển về sau, làm cho Lạc Thanh Mộng kích hoạt thể nội bản nguyên, từ đó tỉnh mộng kiếp trước dung nhập vào bản thân. Để tự thân bộc phát ra siêu việt trước mắt tu vi cảnh giới khủng bố chiến lực, đương nhiên cũng sẽ để thân thể của nàng tính tạm thời trở lại tiền thân trạng thái. Nhưng là loại thiên phú này năng lực cũng không có cách nào lâu dài duy trì, một khi đạt tới thân thể cùng thần hồn, đủ khả năng tiếp nhận cực hạn sau. Lạc Thanh Mộng đem về một lần nữa trở lại thảo một tinh linh trạng thái, đồng thời ở sau đó một đoạn thời gian đều sẽ lâm vào suy yếu bên trong. Lần này đột phá cũng quá sung sướng đi. Lấy Hỗn Độn Chân Hỏa tiến hành niết bàn thuế biến, không chỉ có để cho ta võ đạo căn cơ cũng cố đến một loại cực kỳ hoàn mỹ trình độ. Thậm chí còn thu hoạch được một cái đồ biến thái năng lực. Tại Hỗn Độn Chân Hỏa tràn ngập bên trong, Diệp thần cảm thụ được tu vi của mình, cuối cùng vững chắc tại niết bàn cảnh sơ kỳ. Theo trong lòng các loại cảm khái hiện lên, Diệp thần tại thoải mái dễ chịu bên trong mở hai mắt ra. Nương tử, ngươi cảm giác? Ách. Ách. Làm đôi mắt mở ra một khắc này, diệp thần vừa mở miệng muốn hỏi thăm lạc thanh mộng lần này đột phá tiến triển tình huống như thế nào thật không nghĩ đến tại mở mắt ra về sau theo phía trước một bóng người đập vào mi mắt diệp thần đồng tử nhất thời kịch liệt co vào trong đầu như có tiếng oanh minh nổ vang nguyên bản mở miệng muốn muốn nói ra ngữ tại thời khắc này vậy mà biến đến một trận nghẹn tại trước người hắn một mét có hơn một bóng người chính nhắm mắt bên cạnh ngồi đấy động phủ bên trong chỗ quanh quẩn hơi nước để đạo thân ảnh này có vẻ hơi mơ hồ nhưng lấy diệp thần có thế khám phá hư ảo năng lực còn có thể thấy rõ cái này một bóng người. Người này tóc bạc trắng xế chiều xuống. Tinh tế như liễu lông mày phía trên, một cái cổ lão ấn ký, ngay tại trong mi tâm lóe ra quan mang nhàn nhạt. Mà tại cái kia mày liễu phía dưới. Tuy nhiên người này hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng hẹp dài tầm mắt, còn có rung động lông mi. Tự hồ cũng tại tỏ rõ cái kia đóng chặt tầm mắt phía dưới, ẩn nặc lấy một đôi giống như ngôi sao dạ minh châu giống như đôi mắt. Còn có cái kia mũi ngọc tinh xảo như ngọc, môi son như lửa, trắng nõn trắng hơn tuyết trên da thịt, phản chiếu lấy tinh xảo như họa ngũ quan. Liền như là là thượng thiên tinh tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, vẻn vẹn liếc một chút liền để dịp thần triệt để làm luân hãm. Đây là một trương hết đẹp đến mức tận cùng gương mặt, tự hồ là không nên xuất hiện trên thế gian tuyệt mỹ ngũ quan. Dịp thần tại thời khắc này đã không biết, làm như thế nào đi hình dung khuôn mặt này. Cái gì chim sa cá lặng, hoa nhường miệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, những từ ngữ này tự hồ cũng không cách nào hình dung khuôn mặt này. Cho dù là thái nhất thánh địa bên trong bị người coi là nữ thần Bạch Linh Hòa Lâm Sương bọn người, tại khuôn mặt này bàn trước mặt, đều chỉ có thể cảm thấy tự ti mặc cảm. Đang ánh mắt dần dần ngốc trệ bên trong, Diệp Thần cứng ngắc chuyển động trong mắt, theo gương mặt kia nhìn xuống đi. Thon dài mà tinh xảo cái cổ, hoàng mỹ xương quai xanh cùng nhẵn mịn hai vai, đều đang phát tán ra sáng bóng trong suốt. Thậm chí xuống chút nữa tuyết phong ngạo nghễ mà đứng, hai mặt đỏ bừng tại trên tuyết sơn nở rộ mà ra. Diệp Thần não hải lần nữa bạo phát quanh minh. Thể nội dồi dào khí huyết, tại thời khắc này lâm vào bạo tẩu, hai hàng máu tươi từ lỗ mũi bảo tố ra. Cái này, đây là tại nằm mơ sao? Tại đầu hoàn toàn là một mảnh hồ dáng bên trong. Diệp thần đại não đã dần dần đình chỉ suy nghĩ, tội ác chi thủ cũng không nhịn được hướng phía trước đưa tới. Liên hoa ra nước bùng mà không nhiễm. Thế nhưng loại có thể đứng xa nhìn mà không thể kinh nhận thánh khiết cảm giác, sẽ chỉ càng thêm kích thích đến giống được sinh vật loại kia nguyên thủy bản năng. Khiến người ta không nhịn được nghĩ đi. Kinh nhờ nàng. Sát na phương hoa thật thần kỳ thiên phú năng lực. Mà liền tại dịp thần tội ác chi thủ, đã đưa đến lạc thanh mộng trước mặt, cách hắn có thể leo cái kia hai cái. Nắm chắc thắng lợi đỏ bừng, còn kém 10 cm thời điểm. Lạc thanh mộng vừa hiểu rõ sát na phương hoa tác dụng, ở đây lẩm bẩm âm thanh bên trong cũng mở ra đóng chặt đôi mắt. Sau một khắc, nàng liền đối mặt cái kia một đôi đỏ thẫm ánh mắt, còn có nhìn đến một con kia. Nên nắm chắc nàng bao la tội ác chi thủ. Đương nhiên cũng ý thức được. Nàng tại lĩnh ngộ thức tỉnh thiên phú năng lực đồng thời, đã bản năng kích hoạt lên sát na phương hoa. Hiện tại thân thể đã không phải là thảo mục tinh linh trạng thái, mà chính là kiếp trước loại kia kinh diễm thần vực hoàng mỹ dáng người. Diệp thần. Ngươi vậy mà muốn kinh nhần bản cung. Sau một khắc, tại diệp thần tội ác chi thủ, muốn nắm chặt toàn thế giới thời điểm. Lạc thanh mộng tức hỗn hển tiếng nói, giống như như kinh lôi trong động phủ nổ vang. Nàng trực tiếp đưa tay phải ra, bắt lấy diệp thần cổ tay. Đáng sợ tu vi tại tiếng nói quanh quẩn ở giữa, cũng từ trên người nàng ầm vang bạo phát mà lên một thân bạc xanh giao nhau chiến giáp quần áo, lúc này bao trùm tại rơi thanh mộng trên thân. Trong động phủ nhiệt độ, bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Chương 69, Nương Tử, từ hôm nay trở đi, ngươi càng là vạn ba, ta càng là ưa thích. Cái này, đây không phải đang nằm mơ. Nhìn đến cái kia một cánh tay ngọc nhỏ dài, đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Còn có trước người hắn đẹp không sao tả xiết tuyết phong cảnh đẹp, trực tiếp bị một kiện đáng chết quần áo bao trùm lại. Diệp thần đang nghe lạc thanh mộng lời nói về sau, nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh, ngẩng đầu đối lên cái kia một đôi muốn phun lửa ánh mắt. Nương! Nương tử! Nhìn lấy cái này một trương tựa như ảo mộng gương mặt, diệp thần có chút không quá chắc chắn xác nhận nói. Ngươi cái này vô sĩ hỗn đảng. Không chỉ có ưa thích thân thể trần truồng, lại còn muốn kinh nhờn bản cung. Nhìn đến diệp thần lúc này vẫn là thân thể trần truồng, tiểu lão nhị tựa như là một cây tiêu thương giống như. Một mặt nghèo khí thế to lớn khí phách khi ngang căm tức nhìn nàng, xem ra giống như muốn hướng nàng khởi xướng tiến công dáng vẻ. Lạc Thanh Mộng hô hấp biến đến có chút gấp rút, thanh lãnh gương mặt càng là khí đến đỏ bừng. Tại hai câu này quanh quẩn ở giữa, nàng rốt cục nhịn không được bạo phát. Nương tử, hiểu lầm. Nghe được Lạc Thanh Mộng lạnh lẽo tiếng nói, còn có trên người hắn sau cùng một bộ quần áo, đã sớm tại đột phá bên trong biến thành tro tàn. Diệp thần tại sắc mặt biến đổi bên trong, lúc này thôi động hỗn độn chân nguyên, biến ảo thành bạch y bao trùm toàn thân. Hiểu lầm cái đầu của ngươi. Bản cung muốn đánh ngươi rất lâu. Sau một khắc, diệp thần lời nói còn chưa nói xong lạc thanh mộng đột nhiên khẽ quát một tiếng tu vi bạo phát ở giữa nắm động diệp thần cổ tay đem diệp thần cả người đều cho văng ra ngoài ngoạ tàu đây là muốn bạo lực gia đình tiết tấu nhìn lấy lạc thanh mộng không giống như là đang nói đùa dáng vẻ diệp thần thân hình tại bay ngược thời điểm trong tay kết xuất một đạo ấn quyết lúc này mở ra động phủ cửa đá cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về ngoài động phủ chạy ra ngoài diệp thần người có lá gan dám khinh nhờn bản cung lại không có can đảm dám trực diện bản cung. Nhìn đến Diệp thần thấy được nàng, tựa như là gặp quỷ giống như. Vậy mà nhanh chân thì xông ra động phủ. Lạc thanh mộng nhất thời một trận khó thở, thân hình cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, theo Diệp thần hướng về bên ngoài xông ra. Nàng phát hiện tại khí tức của nàng cùng Diệp thần giao dung về sau, nàng tự hồ có thể cùng Diệp thần lẫn nhau động thủ. Đương nhiên loại này động thủ. Vẫn là không cách nào tránh thức thương tổn Diệp thần, chỉ có thể ở một loại nào đó phạm vi bên trong, đối diệp thần tiến hành cơ thể phía trên giáo dục. Tỷ như, cắn hắn một cái, tỷ thí với nhau, hút hắn tinh. Phi, dù sao ngoại trừ không thể đem diệp thần đã thương trọng thương bên ngoài. Còn lại giống là vợ chồng ở giữa cãi nhau ầm ĩ vẫn là có thể bạo phát nhất định xung đột. Mà nàng hiện tại cái này một loại trạng thái, không cách nào duy trì quá lâu thời gian. Như là đã kích hoạt lên sát na phương hoa trạng thái, nếu như không đánh diệp thần chút cơn giận, thật có lỗi với nàng trong khoảng thời gian này bị khí tại suy nghĩ rơi xuống thời điểm niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi từ trên người nàng triệt để bạo phát lạc thanh mộng như là cửu thiên thần nữ đồng dạng mang theo khí thế kinh cũng bước ra động phủ sư huynh cứu mạng ngươi đệ muội nàng điên rồi theo diệp thần dùng dập tiếng nói đột nhiên quanh quẩn tại đệ cửu phong bên trong hứa khanh nguyên bản đang nằm tại trên ghế bành dưỡng thần cả người lúc này bị giật nảy mình sau đó nhịn không được mở hai mắt ra cái này diệp thần tại động phủ bế quan một ngày một đêm làm sao đột nhiên biết cái này giống như hô cứu mạng rồi làm đôi mắt mở ra về sau. Liền nhìn đến Diệp Thần thất kinh theo trong động phủ xông ra. Mà phía sau hắn còn theo một vị tóc bạc như tuyết, dung mạo dáng người đều giống như thần nữ đồng dạng nữ tử. Thật nhìn như là hận không thể tại chỗ đao Diệp Thần. Tình cảnh này nhìn đến Hứa Khanh có chút mộng. Cái này để cửu phong ngoại trừ Huỳnh Nguyệt bên ngoài, lại còn có một nữ nhân khác. Đồng thời loại này dung mạo cùng tư thái, còn có thể nghiền ép thái nhất thánh địa bên trong cái khác nữ tử. Cũng chỉ có Huỳnh Nguyệt tại không nhỏ lại trước đó, miễn cưỡng còn có thể cùng nàng này so sánh một chút. Nữ tử này, chẳng lẽ là cái kia thảo một tinh linh? Tại cảm nhận được lạc thanh mộng trên thân có chút quen thuộc khí tức, hứa khanh trên mặt lộ ra một vệt khó có thể tinh thần sắc. Làm sao mới thời gian một ngày không thấy, cái kia thảo một tinh linh thì biến hóa rồi. Diệp thần, hôm nay bản cung nhất định muốn đánh ngươi. Tại diệp thần phóng tới hứa khanh cũng xin giúp đỡ thời điểm, lạc thanh mộng toàn thân tách ra bạc màu xanh quang mang. Một gốc cây khổng lồ cây liễu hư ảnh hiện lên ở sau lưng nàng, ba ngàn cành liễu hư ảnh đều tràn ngập chân nguyên ba động. Sau một khắc liền đối với diệp thần quấn quanh xuống. Loại kia kinh cũng chân nguyên ba động, đủ để cho thần hải cảnh cường giả, cũng nhịn không được sợ mất mật. Lạc thanh mộng có thể không có quên. Nàng đã từng thế nhưng là tại nội tâm âm thầm thề qua, nhất định muốn đem diệp thần cái này xấu phôi treo ngược lên đánh. Lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào. Ta đi, cái này đệ muội Có một chút bảo tố. Nhìn đến lạc thanh mộng vừa bước ra động phủ, thì bộc phát ra khủng bố như thế thần thông thuật pháp, Hứa Khanh sắc mặt hơi đổi một chút. "Sư đệ, chuyện nhà của ngươi tự mình giải quyết." Tại Diệp Thần thân hình xông lại thời điểm, Hứa Khanh vỗ một cái Diệp Thần bả vai, đem định ngay tại chỗ. Mà thân hình của hắn tại lần này lúc thì là mơ hồ biến mất không thấy. Ngoạ Tào, sư huynh ngươi hố ta." Thân hình bị ngăn cản một chút về sau, Diệp Thần cũng bỏ lỡ tránh né cơ hội tốt, lúc này chỉ có thể quay đầu lại trực diện Lạc Thanh Mộng. Đã không chỗ có thể trốn vậy liền để phu quân ta mở mang kiến thức một chút, nương tử chiến lực của ngươi đến cùng như thế nào. Ngẫn đầu nhìn đầy trời nổ bắn ra xuống cành liễu, diệp thần ánh mắt lộ ra một vệt cùng nhiệt chiến ý. Làm nam nhân, mặc kệ là tại một phương diện nào chiến đấu lực, có thể cũng không thể yếu tại nữ nhân của mình. Bằng không mà nói. Hắn sau này còn thế nào ngẩng đầu? Thí thần. Tại suy nghĩ rơi xuống thời điểm Diệp thần tại thời khắc này có thể không có bất kỳ cái gì kinh thị đại ý, trực tiếp mở ra thí thần thiên phú tiến vào trạng thái bùng nổ. Tuy nhiên không biết Lạc Thanh Mộng vì sao có thế biến hóa, nhưng lúc này đối phương loại trạng thái này tự hồ rất đặc thù. Vậy mà cho hắn một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác nguy cơ. Sau cùng các loại cảnh giới huỳnh nguyệt, tự hồ còn kinh khủng hơn một số. Đại hoang tù thiên thuật. Tuy nhiên Diệp Thần không chút do dự toàn chiến lực bạo phát, nhưng hắn lúc này cũng không dám vận dụng, tiến công tính quá đột nhiên sát phạt chi thuật. Dù sao, trấn áp nữ nhân của mình, cùng hành hung nữ nhân của mình, vậy nhưng là hai chuyện khác nhau hắn có thể không nở thương tổn lạc thanh mộng. Mà đại hoang tù thiên thuật chia làm cầm tù cùng trấn sát hai bộ phận lớn. Lúc này dùng tới đối phó ngay tại nỗi nóng lạc thanh mộng, hiển nhiên là không thể thích hợp hơn thần thông. Nương theo lấy tiếng cầm quanh quẩn mà ra, để cửu phong tại thời khắc này ầm vang chấn động. Một cổ dồi dào sinh cơ, theo sơn phong lòng đất bị tháo rời ra, theo sau khi ngưng tụ tại diệp thần chung quanh. Hóa thành một mảnh kinh khủng hoang vu địa ngục, như là lồng giam đồng dạng phong tỏa chung quanh. Đuổi theo mới cái kia đầy trời cành liễu không hăng đánh vào cùng một chỗ. ầm ầm. tại một tiếng tiếng oanh minh chấn động thiên địa thời điểm, trên sườn núi hư không bộc phát ra hủy diệt tính trùng kích. chân nguyên phong bạo không ngừng vặn vẹo hư không, làm cho đệ cửu phong phong ma cổ trận. tại thời khắc này nhìn không được lóe lên. cái này một đôi oan gia chiến lực, vậy mà đều như thế sự khủng bố. hứa khanh lơ lửng tại trên không trung, nhìn phía dưới bạo phát trùng kích, thần sắc có chút u buồn nhìn về phía nơi xa. cái này vợ chồng trẻ mặt kệ cái nào, tại cùng các loại cảnh giới bên trong chiến lực đều muốn so với hắn đáng sợ không nghĩ tới hắn đường đường vô trần kiếm thể tại đệ cửu phong lại là lớn nhất cạn bã một cái đây quả thật là đâm tâm cái này vô sĩ đồ xấu xa là thật muốn đánh với ta một trận nhìn đến dịp thần vậy mà tiến vào trạng thái bùng nổ chân nguyên bạo phát ở giữa thi triển thần thông cùng với nàng cứng đối cứng lạc thanh mộng nội tâm lại là không hiểu tức giận nàng một chiêu này thần thông thuật pháp tuy nhiên xem ra khí thế hung mãnh nhưng trên thực tế nàng còn không dùng toàn lực bởi vì cùng dịp thần tồn tại khế ước liên quan, nàng nhiều nhất cũng là muốn dạy dỗ đối phương một chút. Nhưng gia hỏa này vậy mà không phối hợp một chút, còn dám đánh ra mãnh liệt như vậy khí thế. Đây là muốn theo nàng tuyên chiến, chân chính đánh một trận sao. Tê lạp. Ngay tại lạc thanh mộng tâm niệm chuyển động, nội tâm càng nghĩ càng giận thời điểm. Nương theo lấy một đạo xé rách âm thanh vang lên, dịp thần bóng người giống như quỷ mị tiến tới gần. Mà lạc thanh mộng lúc này bởi vì nhất thời phân thần, tại trong lúc vội vã ngược lại là có chút khó có thể né tránh ra sau một khắc tại lạc thanh mộng đồng tử kịch liệt co vào bên trong nàng nhìn thấy diệp thần vậy mà đưa bàn tay ra coi là đối phương muốn cho nàng đến một chưởng thời điểm diệp thần tay phải tựa như là linh xà một dạng trực tiếp vượt qua eo thân của nàng một thanh đặt tại phía sau lưng nàng phía trên một cổ cường mà có lực lực lượng lúc này theo phía sau lưng nàng vọt tới lạc thanh mộng thân thể tùy theo một cái lão đảo cả người vội vàng không kịp chuẩn bị tiến đụng vào diệp thần trong lồng ngực cơ ngực va chạm nhau ở giữa lạc thanh mộng trong đầu như có oanh minh nổ vang đại não vào lúc này tựa như không hiểu chết mấy nàng trong lúc nhất thời ngược lại là quên đi phản kháng tức thì bị diệp thần cưỡng ép ôm vào trong ngực nương tử từ hôm nay trở đi ngươi càng là vạn ba ta càng là ưa thích nhìn lấy bị hắn ôm vào trong ngực tuyệt đại gia nhân còn có cảm thụ được trong ngực truyền đến kinh người co giảng diệp thần tiếng nói tràn ngập từ tính nói một câu sau hắn nhìn lấy cái kia một trương tựa như ảo mộng gương mặt vậy mà ma xui quỷ khiến giống như liền muốn hôn đi Chương 70, sư huynh, ngươi cũng không cần lại khen, kỳ thật ta nương tử cũng là bình thường giống nhật thần, ngươi lại muốn kinh nhờn bản cung. Ngay tại dịp thần miệng, khoảng cách lạc thanh mộng môi đỏ, vẫn chưa tới 5cm thời điểm. Lạc thanh mộng đồng tử kịch liệt thu co rúng người lại, cả người tựa như một cái con thỏ con bị giật mình. Tại thanh lãnh tiếng nói bên trong. Cùng bảo tu vi theo lạc thanh mộng trên thân bạo phát, nàng tay phải tựa như là mọc mắt giống như. Trực tiếp chụp vào dịp thần một cái khác, muốn trèo lên nàng tuyết phong ma trảo, sau đó một miệng thì cắn ở bên trên. T. Lạc thanh mộng, ngươi lại cắn ta. Tay phải bị lạc thanh mộng cắn. Diệp thần lúc này đau đến mãnh liệt hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt bắp thịt đều đau đến có chút run rẩy. Cái này hung bà nương cái này một miệng là thật cắn vào trong thịt, hắn còn không tốt bạo phát tu vi vỡ nát hàm răng của đối phương. Đường đường một vị thần vực nữ đế, ngươi ưa thích cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác ưa thích cắn người. Trách không được tiểu gia hỏa lúc không có chuyện gì làm, thì ưa thích ôm lấy hắn ngón trỏ cắn, xem ra đó cũng không phải không có có nguyên nhân. Tốt, đã ngươi dám cắn ta, vậy ta thì ăn miếng trả miếng. Nhìn đến lạc thanh mộng còn tại cắn tay của hắn, dịp thần tại đau đến có chút nghe răng trận mắt bên trong, cũng là một miệng đối với lạc thanh mộng gặm đi qua. Ông! Nhưng ngay tại dịp thần một miệng bổ nhào qua thời điểm, một trận hào quang chó sáng, đột nhiên theo lạc thanh mộng trên thân lập lòe mà lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dịp thần cái này một miệng trực tiếp vô hụt. Lạc thanh mộng lúc này đã biến trở về tiểu gia hỏa bộ dáng, còn gắt gao cắn lấy trên tay phải của hắn. A à, a à, a. À. Ngọa Tào, ngươi làm sao đột nhiên biến trở về? Cái này không công bằng, ngươi cắn ta một cái, ta cũng còn không có cắn ngươi một miệng, ngươi thì cho ta biến trở về. Nhìn đến Lạc Thanh Mộng cái này thao tác, Diệp Thần trong lúc nhất thời tức giận đến phát điên. Tay phải trực tiếp treo lên Lạc Thanh Mộng, liền ở giữa không trung vung động. Lạc Thanh Mộng một chiêu này thật là đủ hung ác. Đem hắn một trái tim cho vén đến không sai biệt lắm, tại lòng hắn ngứa khó nhịn muốn động miệng thời điểm, trực tiếp biến trở về thảo một tinh linh. Hắn lúc này nội tâm thế nhưng là nhiệt tình như lửa, cái này không tưởng tượng được đảo ngược thao tác, kém chút liền để hắn dục hỏa thiêu thân. Bất quá, tại dịp thần nội tâm buồn bực suy nghĩ thổ huyết, bất đắc dĩ vung vẫy lên lạc thanh mộng thời điểm. Con hàng này lại còn gắt gao cắn ở phía trên, ngược lại là bắt hắn cho chỉnh có chút bất đắc dĩ. Nương tử, ta biết ngươi đối với ta yêu chi thâm hận chi thiết, nhưng cũng không cần thiết cắn lâu như vậy không thả a. À. Nước miếng của ngươi đều chảy ra, lại hít sâu một hơi miễn cưỡng ổn định tâm tình về sau diệp thần nhìn lấy lạc thanh mộng có chút bất đắc dĩ nói a à. phi 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 người nào đối ngươi yêu chi thâm hận chi thiết ngươi cái này không biết xấu hổ gia hỏa bản cung cái này một miệng xem như thu hồi một điểm lợi tức về sau ngươi nếu là còn dám khinh nhờn bản cung bản cung nhất định sẽ làm cho ngươi cả đời khó quên nhìn lấy lạc thanh mộng đã là thảo một tinh linh bộ dáng như vậy mắt trợn tròn ngữ khí lộ ra rất cường thế lại là nãi thanh nãi khí quát khẽ lấy Diệp thần kém một chút ngay tại chỗ phá phòng ngự. Loại này manh bảo bảo bối bộ dáng. Tuy nhiên lúc này cũng là rất đáng yêu, nhưng hắn hiện tại tự hồ càng ưa thích, vừa mới loại kia cao lạnh nữ đế phong phạm. Không đem làm sao. Ngươi vừa mới. Liền để ta cả đời khó quên. Đang trầm mặt một chút về sau, Diệp thần ánh mắt thâm tình nhìn chầm chầm lạc thanh mộng, trực tiếp đem cái sau cho nhìn đến có chút trung rẩy. Diệp thần hoàn toàn không nghĩ tới, lạc thanh mộng hoàn toàn biến hóa dáng vẻ, vậy mà lại hoàn mỹ đến tình trạng như thế đây quả thực là cửu thiên phía trên thần nữ. Diệp thần, nếu như ngươi dám tại nội tâm kinh nhận bản cung, chờ sau đó lần bản cung có thế tiếp tục vận dụng năng lực, bản cung vẫn là không tha cho ngươi gia hỏa này. Nhìn lấy diệp thần tự hồ muốn đem nàng cho hòa tan ánh mắt. Lạc thanh mộng ác hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc một chút, có chút cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Năng lực. Nghe được lạc thanh mộng lời nói, diệp thần lúc này cũng mới ý thức tới mấu chốt của vấn đề, sau đó nhìn không được hỏi thăm một câu. Ngươi vừa mới có thể biến hóa, chẳng lẽ? theo ngươi mới thức tỉnh năng lực có quan hệ. Tính ngươi vẫn còn tương đối thông minh. Tại dịp thần tiếng nói vừa ra về sau, Lạc Thanh Mộng nhịn không được mềm mại hừ một tiếng, sau đó mở miệng giải thích một câu. Năng lực này tên là sát na phương hoa, có thể để cho ta tạm thời trở lại đến tiền thân trạng thái, nhưng sau đó sẽ lâm vào một loại hư nhược trạng thái. Tu vi của ta bây giờ vẫn là quá yếu, đồng thời thần hồn ý thức còn chưa đủ hoàn chỉnh, càng thêm liên hồi năng lực này tác dụng phụ. Vừa mới chỉ là vận dụng một hồi mà thôi, ta hiện tại thần hồn, liền có chút khó có thể chịu đựng cho nên loại năng lực này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm bản cung là sẽ không lại lần vận dụng đang nói xong mấy câu nói đó về sau lạc thanh mộng đột nhiên lật ra một cái liếc mắt thần hùng ý thức liền sa vào đến trong ngủ mê cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa như là mất trọng lượng đồng dạng bay thẳng đến mặt đất rơi xuống ngoạ tàu đừng a à. nhìn đến lạc thanh mộng đột nhiên giống như là chết máy đồng dạng diệp thần một trận nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận tiểu gia hỏa trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc ưu buồn. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không lại đi vận dụng năng lực này, vậy hắn về sau chẳng phải là rất khó nhìn thấy Lạc Thanh Mộng chân thân. Hắn còn nghĩ đến cùng để Lạc Thanh Mộng biến thành tiền thân dáng vẻ, tiếp tục cùng hắn phao cái suối nước nóng, hoặc là ấm cái ổ chăn cái gì. Hiện tại tự hồ cũng muốn phao rỗng. Đã không cách nào một mực làm đến, vì sao muốn tại ta thói quen hắc ám thời điểm để cho ta ngoài ý muốn nhìn đến cái này một chùm sáng rõ ràng đây. Diệp thần nhịn không được sờ lên trong tay tiểu gia hỏa, thần sắc đột nhiên có chút u buồn cảm khái một câu không được hắn muốn đi tìm tìm cái kia mấy vị thánh dược luyện chế ra thất tinh hồn niết đan để lạc thanh mộng có thế hoàn toàn biến hóa tuy nhiên cái này quá trình sẽ có chút khó khăn nhưng hắn lúc này hoàn toàn tràn đầy động lực vừa nghĩ tới lạc thanh mộng thần hồn ý thức hoàn chỉnh về sau liền có thể hoàn toàn biến hóa vì vừa mới bộ dáng cũng sẽ không lại biến về thảo một tinh linh trạng thái dịp thần khóe miệng liền không nhịn được hất lên nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn ức chế không nổi sư đệ đệ muội nàng. Ngay tại dịp thần tâm thần phấn chấn thời điểm, Hứa Khanh từ trên cao phía trên nhẹ nhàng rất xuống, hơi nghi hoặc một chút đối với dịp thần dò hỏi. Hiển nhiên, Lạc Thanh Mộng đột nhiên biến hóa, cũng còn có cực cao linh trí, đều bị hắn sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng còn có một số cảnh giác. Ha ha, sư huynh, khiêm tốn một chút. Ngươi làm sao liếc một chút liền có thể nhìn ra, dài đến như vậy nữ tử hoàng mỹ, lại chính là sư đệ nghèo hèn vợ. Hứa Khanh lời nói vừa mới nói ra, Diệp thần tự như là tìm tới người khoe khoang giống như, trên mặt đều cười đến có chút không ngậm miệng được. "Ách, ý của ta là, đệ muội nàng." Nghe được Diệp thần hai câu này lời mở đầu không đáp sau ngữ lời nói. Hứa Khanh khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, sau đó lại có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói. Nhưng lời của hắn vẫn chưa nói xong, lại bị Diệp thần cười khúc khích ngắt lời nói. "Ha ha, sư huynh ngươi quá khen, kỳ thật ta gia nương tử cũng là bình thường." "Sư đệ." "Thật, sư huynh, ngươi cũng không cần lại khen." Ta gia nương tử thật thì bình thường thôi, cũng liền bề ngoài dài đến vẫn được. Nhìn lấy Diệp thần một bên vuốt ve tiểu gia hỏa, một bên giống vương bà bán dưa giống như mèo khen mèo dài đuôi. Giống như ước gì toàn thế giới sinh linh đều biết hắn có một cái như thế hoàng mỹ nương tử. Hứa Khanh Tráng nhịn không được hiện ra mấy đạo hắc tuyến, cả người tại thời khắc này thật sự là không thể nhịn được nữa. Sư đệ, sư huynh đã biết. Ngươi có một vị dung nhan hoàng mỹ vô song, tư thái cũng đủ để ngạo thị thiên hạ nương tử nhưng sư đệ ngươi có thể hay không cáo tri sư huynh, đệ muội nàng. Đến cùng có gì thân thế lai lịch? Đưa ra như thế vấn đề, tự hồ sẽ có chút mạo phạm. Nhưng là lạc thanh mộng đột nhiên biến hóa. Còn có vừa mới triển hiện ra chiến lực cùng thần thông, đều tại tỏ rõ. Đó cũng không phải đồng dạng thảo một tinh linh. Đối phương rất có thể có thần bí lai lịch. Vì đệ cửu phong an nguy, còn có vì dịp thần suy nghĩ. Hứa Khanh làm một vị đại sư huynh, cảm thấy vẫn là có cần phải qua hỏi một chút. Nghe được Hứa Khanh lời nói, Diệp thần nhất thời thu liễm nụ cười, hai đầu lông mày có vẻ hơi ưu sầu. Sư huynh, ta minh bạch băng khoan của ngươi. Ta chỉ biết là nàng tên là Lạc Thanh Mộng, đến từ thượng giới, còn lại ta biết đến cũng không nhiều. Diệp thần cũng minh bạch hứa khanh lời nói bên trong ý tứ, lập tức thở dài một hơi tiếp tục đáp lại nói. Bất quá sư huynh xin yên tâm, vận mệnh của nàng cùng ta buộc định ở cùng nhau là sẽ không làm thất thường gì sự tình. Mấy ngày nay hắn từng hỏi thăm qua Lạc Thanh Mộng, có quan hệ với đối phương tiền thân sự tình nhưng lạc thanh mộng đều là ngậm miệng không nói thậm chí nói thẳng hắn hiện tại quá yếu biết những thứ này sẽ chỉ tăng thêm phiền não cho nên diệp thần đằng sau cũng không có lại tiếp tục hỏi tới bất quá lấy hắn thông tuệ tâm tư tự nhiên có thể minh bạch lạc thanh mộng tiền thân khẳng định có một đoạn trầm trọng đi qua đã như vậy cái kia sư huynh cũng liền không nhiều hơn hỏi ngươi thật tốt nắm chắc phần nhân tình này duyên đi tương lai nếu là gặp phải sự tình gì cũng đừng quên sau lưng của ngươi còn có sư huynh sư tỷ nghe được diệp thần trầm thấp lời nói Hứa Khanh cũng không có tiếp tục hỏi đến, chỉ là trùng điệp vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Hiển nhiên cũng có thể đoán được, tại Diệp Thần cùng Lạc Thanh Mộng ở giữa, tương lai tất nhiên sẽ có một phen khó khăn rắc trở Nếu như đến lúc đó có thể tận một phần lực, hắn người sư huynh này cũng sẽ không từ chối cái gì.